Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1776, ám hiệu 2. Đối phương ngụy trang thành hắn, là thấy tận mắt qua, không hề kẽ hở, thậm chí ngay cả thiếu sót của hắn cũng có thể nói ra, thật muốn lừa gạt Thanh Diệp Vương, đích xác khó có thể phát hiện. Ân, gia hỏa này có thể tùy ý cải biến dung mạo, ngay cả khí tức linh hồn cũng có thể mô phỏng, khó lòng phòng bị. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Thanh Diệp Vương dặn dò. Ân. Kim Diệp Vương gật đầu. Trong mê trận, vốn là cái gì cũng thấy không rõ, đối phương lại có thể ngụy trang, đích xác đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần nhìn thấy tu luyện giả, thì có thể là địch nhân. Đồng cấp bậc, thực lực tương tự, muốn đánh lén thành công rất khó, nhưng ngụy trang thành bằng hữu, lại đánh lén, coi như là hắn, cũng khó tránh né. Như vậy, ta ở chỗ này điều chỉnh một chút. Người đi cứu người, vì phòng ngừa hắn ngụy trang thành ta, đánh lén ngươi, chúng ta gặp mặt, có thể nói một mật hiệu, nói đúng, chính là người mình, nói không đúng. Chính là ngụy trang. Chần chừ một chút, Thanh Diệp Vương truyền âm tới. Biện pháp này tốt. Ánh mắt Kim Diệp Vương sáng lên. Muốn cứu tộc nhân còn dư lại, bọn hắn không có khả năng một mực ở chung một chỗ, một khi tách ra, tên kia liền vô cùng có khả năng đánh lén xuất thủ, nhất định phải có phương pháp phân biệt. Ân. Nói cái gì, người tới quyết định, một khi thấy, người nói câu đầu tiên, ta đối ứng câu thứ hai, không giống, liền lặng lẽ đi tới trước mặt, trực tiếp động thủ. Thần sắc ngưng trọng, Thanh Diệp Vương truyền âm nói. Tốt, Kim Diệp Vương nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ta nói chém giết danh sư, người nói linh tộc xưng vương. Không giống, liền động thủ. Tốt, Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyết định như vậy đi. Kim Diệp Vương nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, lần nữa nghe được tiếng kêu thảm vang lên, không dám lưu lại lâu. Ta qua nhìn xem, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, bị đánh lén một lần, còn muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thanh Diệp Vương nhướng mày, lộ ra tự tin. Ân. Kim Diệp Vương nhẹ gật đầu, bàn chân đạp mạnh, vội vã chạy ra ngoài. Đi vào địa phương thanh âm vang lên, giống như vừa rồi. Tộc nhân kia bị người chém giết, thủ đoạn tàn nhẫn y như lúc trước. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Thủy Chung ở vào bị động, nhất định phải phá vỡ trận pháp mới được. Thấy đã lâu như vậy, trận pháp này như trước không có dấu hiệu buông lỏng thậm chí tán loạn, nói rõ chân khí của đối phương còn cực kỳ sung túc, Kim Diệp Vương nhíu mày. Chỉ cần không giải quyết trận pháp, liền Thủy Chung ở vào bị động, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại từng cái. Trốn chỗ nào? Đứng ở tại chỗ. Đang tiếp tục nghiên cứu mê trận, liền nghe được gầm lên giận dữ, một bóng người thẳng tắp lao đến hắn, dương mắt nhìn lại, không phải người khác, đúng là Thanh Diệp Vương. Ân huynh, vừa rồi có thấy người tới không? Nhìn thấy hắn ở nơi đây, Thanh Diệp Vương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi. Không có. Kim Diệp Vương lắc đầu, nhìn sang Thanh Diệp Vương. Chỉ thấy người này, trên thân hoàn hảo không tổn hao gì, giống như vừa rồi không có bị thương, đôi mắt mang theo điện mang. Tựa hồ muốn xem thấu hắn. Chém giết danh sư. Không chút do dự, Kim Diệp Vương truyền âm qua. Đúng vậy, phải chém giết danh sư, tên kia ta đã xác định là danh sư, mới vừa rồi còn đánh lén ta, may mắn ta phản ứng nhanh, tránh thoát công kích. Thanh Diệp Vương ở đối diện, phất tay khẽ nói. Nhất định phải giết chết tên kia. Nghe được câu trả lời của hắn, ánh mắt lóe lên, một đạo sát cơ bị Kim Diệp Vương ẩn tàng xuống, nhẹ gật đầu, đi về phía trước. Đúng vậy. Thanh Diệp Vương không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu. Tên kia thực lực không kém, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể đánh bại. Ta chỗ này vừa vặn có một vật, ngươi xem một chút, có lẽ đối với chém giết hắn có trợ giúp. Hừ một tiếng, cổ tay của Kim Diệp Vương khẽ đảo, lấy ra một cái ngọc bài, đi vào trước mặt. Đây là cái gì? Thanh Diệp Vương nghi hoặc nhìn về phía đồ vật trong tay hắn. Là, thấy đối phương không có phòng bị. Ánh mắt của Kim Diệp Vương đột nhiên bộc phát ra hào quang hung ác. Ta muốn ngươi chết. Một tiếng gào thét, một quyền đánh Thanh Diệp Vương ở bên người. Ầm ầm. Hắn khoảng cách gần, tốc độ lại cực nhanh, đối phương mới phản ứng được, nắm đấm đã đi tới trước ngực. Ân huynh, ngươi muốn làm gì? Đồng tử co rụt lại, Thanh Diệp Vương sốt ruột la lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể vội vàng bày kín toàn thân. Làm gì, ngươi cái danh sư này? Còn muốn gạt ta, chết đi. Ầm ầm, quyền lực vô cùng cường đại, thẳng tắp rơi vào trên thân Thanh Diệp Vương.
Người sau chỉ cảm thấy ngực nổ vang, lập tức xẹp xuống, cả người bay ngược ra. Phốc! Máu tươi điên cuồng phun ra. Chương 1777, toàn bộ chém giết một. Bành! Thanh Diệp Vương ngã trên mặt đất, lưng cứng rắn kéo lên một hố sâu dày mấy chục mét. Kèm theo máu tươi phun ra, sắc mặt như giấy trắng, khí huyết toàn thân, tựa như trong nháy mắt bị lấy hết. Hắn cùng Kim Diệp Vương thuộc về vương giả đồng cấp bậc, thực lực không kém bao nhiêu, người sau đánh lén, hơn nữa đã dùng hết toàn lực, một chút liền làm vỡ nát tất cả khí quan trong cơ thể hắn. Tuy không có lập tức tử vong, chỉ sợ cũng sống không lâu. Vì cái gì? Hàm răng cắn chặt, vẻ mặt phát điên. Hắn cùng Kim Diệp Vương, đều là vương giả linh tộc, tuy xưa nay kết giao không nhiều lắm, lại sớm nghe nói tính danh, lần này lại cùng chung tiếp nhiệm vụ, chung một chỗ tới đây. Ở trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, người không đi giết danh sư, lại tới động thủ với ta, vì cái gì? Hắn nghĩ mãi cũng không rõ. Không có vì cái gì, hắn là vị danh sư kia ngụy trang ra, giết hắn đi, nếu không, hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Thanh Diệp Vương quay đầu nhìn lại, liền thấy một Kim Diệp Vương khác đi vào trước mặt, ngón tay duỗi ra, trực tiếp điểm qua trước mắt. Ầm ầm. Sát lục chi khí tinh thuần, nồng nặc lật úp tới, Kim Diệp Vương ở đối diện bị bao phủ, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ muốn nói gì, lại thủy chung nói không nên lời. Danh sư ngụy trang. Đúng vậy, gia hỏa này ngụy trang ta, chính là muốn chúng ta động thủ, nhanh hỗ trợ, ta một người áp chế không nổi. Vị Kim Diệp Vương thứ hai thét dài, ở dưới đối phương phản kháng, tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Nghe được giải thích, lại chứng kiến vị Kim Diệp Vương này, Thanh Diệp Vương sao không rõ xảy ra chuyện gì. Gia hỏa lúc trước cứu đi những danh sư kia, ngụy trang bản thân nhìn không ra, giờ phút này lập lại chiêu cũ, bản thân mới trọng thương. Thì ra là thế, đáng giận. Gào thét một tiếng, máu tươi trong cơ thể như thiêu đốt, sinh cơ đoạn tuyệt như trong nháy mắt kích hoạt, Thanh Diệp Vương gào thét. Thẳng tắp hướng vào tới Kim Diệp Vương xuất thủ với hắn. Dị linh tộc nhiên huyết đại pháp, một khi sử dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng vượt qua lúc trước. Ô ô ô, Kim Diệp Vương thứ nhất chứng kiến hắn sử dụng ra chiêu này, sốt ruột lắc đầu, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi. Chỉ bất quá lực lượng trong cơ thể hắn bị đối phương dùng sát lục chi khí gắt gao áp chế, nói không ra lời. Hiện tại sợ hãi đã chậm. Không chỉ danh sư các ngươi hung hãn không sợ chết, linh tộc chúng ta cũng có thể vì mục tiêu, buông tha cho hết thảy. Ánh mắt của Thanh Diệp Vương lộ ra kiên định, điên cuồng hét lên, nắm đấm như sao băng từ thiên ngoại kéo tới, đè ép xuống. Tiểu tử đánh lén hắn, đang bị Kim Diệp Vương thứ hai áp chế không cách nào nhúc nhích, không cách nào mở miệng, đối với hắn công kích hết toàn lực, căn bản không kịp phòng ngự. Bành! Bị đánh trúng ngực, vị Kim Diệp Vương thứ nhất cũng điên cuồng phun máu tươi. Bay ngược ra, ngã trên mặt đất, choáng váng, liên tục run rẩy. Hai đại vương giả thực lực tương tự đồng thời xuất thủ, coi như là hắn, cũng khó chống lại. Phốc, thiêu đốt huyết mạch, thì triển ra tuyệt chiêu, bản thân Thanh Diệp Vương cũng tổn thương cực kỳ lợi hại, lần nữa phun ra huyết dịch, thân thể té ngã trên đất, miệng lớn thở hổn hển, lời nói cũng nói không nên lời. Bất quá trong mắt mang theo mỉm cười, đối với uy lực chiêu này, hắn biết rất rõ ràng. Đối phương chính diện thừa nhận, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước khi chết có thể chém giết nhân tộc viện trưởng, cũng coi như đáng giá. Nhìn về phía gia hỏa đối diện, chỉ thấy hắn rùng rằng đứng dậy, dường như nghĩ thông suốt cái gì, tràn đầy không thể tin được nhìn về phía vị Kim Diệp Vương thứ hai, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi, mới là nhân tộc kia đúng hay không? Giờ phút này, hắn đã hiểu. Chúng quỷ kế của đối phương. Gia hỏa này. Vừa mới bắt đầu ngụy trang thành Thanh Diệp Vương, sau đó lại tìm người biến thành bộ dáng tên kia đối chiến, bản thân tự nhiên cho rằng hắn là thật. Sau đó, hai bên trao đổi ám hiệu, càng là đối phương cố ý, mục đích đúng là làm cho mình nhận sai Thanh Diệp Vương thật. Không biết là kế, chạy tới cùng Thanh Diệp Vương thật đối thoại, hắn cái gì cũng không biết, tự nhiên không cách nào trả lời. Chờ vừa ra tay, gia hỏa này lập tức ngụy trang thành bản thân, chạy tới cùng Thanh Diệp Vương liên hợp. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim, tốt một chiêu không cần tốn nhiều sức, khiến cho hai người mình thống hạ sát thủ. Mượn nhờ một mê trận, thấy không rõ tình huống chung quanh, đưa đến bọn hắn tự giết lẫn nhau, cục diện lưỡng bại câu thương. Lúc trước không nghĩ đến điểm này,
khi thấy gia hỏa này ngụy trang thành bản thân xuất hiện, làm sao có thể không rõ. Đúng vậy, rất thông minh. Kim Diệp Vương thứ hai nhẹ nhàng cười cười, dung mạo cùng hình thể phát sinh biến hóa, rất nhanh biến thành một nhân loại thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Trương Huyền, hai đại vương giả này, đều đạt đến thánh vực tứ trọng, thực lực siêu quần, coi như hắn mượn nhờ hơn 20 khôi lỗi cùng mê trận, cũng không cách nào chiến thắng. Dù sao mê trận chỉ có thể làm cho người ta phân biệt không thấy đông tây nam bắc, đối với thanh âm là không cách nào cách trở, một khi chiến đấu, linh khí bốn phía, khí tức như rồng, vương giả thứ hai nhất định sẽ cảm ứng được, tới đây cứu viện, đến lúc đó bị hai gia hỏa vây quanh, phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy phương pháp tốt nhất chính là mượn tay bọn hắn đánh bại từng cái. Trong mê trận thấy không rõ phương hướng, phân biệt không được chung quanh, mượn nhờ ưu thế này, cộng thêm năng lực ngụy trang, nhẹ nhõm liền lừa gạt được Kim Diệp Vương, khiến hắn xuất thủ. Thanh Diệp Vương bị đánh tổn thương, kết hợp lúc trước trải qua, tự nhiên cho rằng hắn là giả, một hòn đá ném hai chim nói ra phức tạp, thực tế tất cả ở trong tính toán. Không phải bọn hắn ngốc, mà là Trương Huyền tính toán quá mức đáng sợ, lại phối hợp sát lục chi khí trong cơ thể chuyển hóa, cùng nhục thân ngụy trang, đổi lại người thông minh, chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa. Ngươi, sắc mặt Thanh Diệp Vương trắng nhợt, như gặp phải sét đánh, đối phương biến thành nhân loại, sao còn không rõ xảy ra chuyện gì. Linh tộc trả giá cực lớn, phái bọn hắn tới đây, kết quả còn không có rời đi địa quật, đã bị người trẻ tuổi này chơi đùa tự giết lẫn nhau, phiền muộn mãnh liệt khiến hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1778, toàn bộ chém giết hai. Không phải bị thương, mà là nghẹn khuất. Cho dù ta chết, cũng muốn kéo ngươi chung một chỗ. Nghiến răng điên cuồng hét lên, Thanh Diệp Vương muốn dùng răng đứng lên, liền thấy một dị linh tộc khôi lỗi thẳng tắp đá tới đầu hắn. Bành! Còn không kịp phản ứng liền gục bay ra. Thực lực của đối phương chỉ có thánh vực tam trọng đỉnh phong, vốn cùng hắn có chênh lệch rất lớn, nhưng bản thân hắn bị trọng thương, lại thi triển nhiên huyết đại pháp, đã dầu hết đèn tắt, lại không có chút khí lực, đối với công kích của đối phương, căn bản là ngăn không được. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hơn 10 khôi lỗi thánh vực tam trọng, bao bọc vây quanh Kim Diệp Vương, dốc sức liều mạng đánh, người sau ngay cả cơ hội thi triển nhiên huyết đại pháp cũng không có, đã bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cái bộ dáng gì cũng nhìn không ra. Nhiều khôi lỗi như vậy, thân thể bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh, chống lại cũng khó khăn, huống chi hiện tại, thời gian không lâu, ba canh giờ trước, còn vô cùng kiêu ngạo, khí thế như núi, đã thở không ra hơi, tùy thời tử vong. Ngươi hèn hạ. Nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, Thanh Diệp Vương nghiến răng nghiến lợi. Đường đường vương giả, ở trong phạm vi lãnh thổ của mình, tung hoành vô địch, nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị một tiểu gia hỏa chỉ có 20 tuổi đùa bỡn, triệt để như thế. Không cam lòng mãnh liệt khiến hắn sắp phát nổ. Hèn hạ, dị linh tộc các ngươi, lấy nhân loại làm thức ăn, sở tác sở vi, thương thiên hại lý, chẳng phải càng hèn hạ. Đối với phẫn nộ của hắn, không có chút đồng tình nào. Sắc mặt trầm xuống, Trương Huyền lạnh lùng nhìn lại. Chủng tộc tu luyện sát lục chân khí này, lấy sinh mệnh có trí tuệ khác làm thức ăn, khẳng định sẽ bị lịch sử tài quyết. Mạnh được yếu thua, nhân loại các ngươi vốn là chủng tộc cấp thấp, có thể bị linh tộc chúng ta ăn, là vinh hạnh của các ngươi. Thanh Diệp Vương quát. Vinh hạnh. Thấy gia hỏa này trước khi chết còn không biết hối cải, Trương Huyền lắc đầu. Nếu như thế, vậy các ngươi liền vinh hạnh một chút đi. Nói xong. Nhìn các khôi lỗi nói. Đến, chết đánh cho ta. Giống. Nghe được mệnh lệnh, hơn 20 khôi lỗi, tất cả đều nhẹ gật đầu, đồng loạt công kích qua. Đùng đùng. 3 phút sau, hai đại vương giả đã bị đánh ánh mắt biến thành màu đen, lại không có chút năng lực phản kháng. Không chỉ như thế, đan điền trong cơ thể, cũng bị triệt để phá hư, lúc trước lực lượng vô cùng bành trướng, hiện tại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tốt rồi. Nói một chút các ngươi là làm sao đột phá phong ấn, đi tới nơi này, mục đích chủ yếu là vì cái gì? Ý bảo khôi lỗi dừng lại, Trương Huyền đi tới trước mặt hỏi. Nếu muốn chém giết, căn bản không cần tiêu phí nhiều công phu như vậy, sở dĩ lưu lại, chính là muốn hỏi thăm những chuyện này. Muốn cho chúng ta nói, nằm mơ. Thanh Diệp Vương nghiến răng. Linh tộc chúng ta chỉ có dũng sĩ chết trận, không có bán đứng chủng tộc phản đồ. Kim Diệp Vương điên cuồng hét lên. Đầu lâu đột nhiên nghiêng một cái, trong mắt bạo liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Hả? Trương Huyền biến sắc, đang muốn đi qua, liền thấy Thanh Diệp Vương ở cách đó không xa, cố
cũng xảy ra tình huống đồng dạng. Trong hàm răng bọn hắn có lẽ thả một ít độc dược chí mạng, một khi bị nhân tộc tù binh, sẽ kích hoạt loại dược vật này, trực tiếp toi mạng. Thanh âm của ngoan nhân vang lên. Người sớm biết như vậy sao không nhắc nhở? Trương Huyền tức giận hừ lạnh. Mắt thấy liền muốn nhận được tin tức, hai người này lại uống thuốc tự vẫn, khiến hắn tràn đầy lửa giận. Ta cũng là mới nhớ tới. Ngoan nhân lúng túng. Được rồi. Tuy Trương Huyền phiền muộn, nhưng cũng biết, nếu như đã chết rồi, nhất định là không cách nào cứu sống. Trên thực tế coi như không chết, muốn từ trong miệng đối phương biết rõ tin tức, cũng không dễ dàng như vậy. Có thể được phái đến nơi đây, tất nhiên nhận lấy huấn luyện nghiêm khắc, biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tuy tâm cảnh khắc độ của bản thân đạt đến danh sư thất tinh, đối phó cường giả thần thức cảnh còn có thể, nhưng đối phó loại thánh vực tứ trọng này, hơn nữa lực ý chí kiên định, hầu như không có khả năng hoàn thành. Nói trắng ra là, coi như những người này còn sống, cũng hỏi không ra tin tức muốn biết. Đi vào trong trận pháp giết toàn bộ những dị linh tộc kia cho ta. Khoát tay áo, phân phó một tiếng, tất cả khôi lỗi nghe được mệnh lệnh, đều chạy trốn ra ngoài. Vù vù. Trương Huyền thì đến trước mặt hai đại vương giả, đưa tay lấy xuống không gian giới chỉ của bọn hắn. Tinh thần khẽ động, nhìn vào trong. Cái này, nhiều bảo vật như vậy. Nhìn rõ ràng đồ vật trong đó, ánh mắt Trương Huyền lập tức sáng. Chương 1779, đám người Lục Phong khiếp sợ một. Không gian giới chỉ của hai đại vương giả này, có thể nói bảo khố, các loại binh khí, đan dược nhiều vô số kể, linh thạch thượng phẩm, cũng chừng hơn vạn viên. Đoán chừng là vì hoàn thành nhiệm vụ, chuyên môn cho. Trong lòng suy đoán, hai đại vương giả này, đi vào địa quật, khẳng định có bí mật không thể cho ai biết. Dị linh tộc tự nhiên phải cho bọn hắn đồ vật tốt nhất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá, hiện tại tiện nghi hắn. Có khả năng cao tầng dị linh tộc phái bọn hắn tới cũng không nghĩ đến, nhiều thuộc hạ như vậy mới đi đến địa quật, cái gì cũng chưa làm, đã bị một tòng thánh cạo chết. Hả, đây là cái gì? Cổ tay khẽ đảo, một đồ vật hình dáng đài cao xuất hiện ở trước mắt, phía trên khắc vô số phù văn đặc thù, rất giống phù văn điện lúc trước. Đó là một tế đàn. Ngoan nhân nhìn thoáng qua nói. Tế đàn, chẳng lẽ là dùng để truyền tống dị linh tộc? Trương Huyền sững sờ. Ở chỗ sâu trong địa quật, có phong ấn tổ tiên lưu lại, tình huống bình thường dị linh tộc là không thể nào đột phá đi tới nơi này, nhưng sự thật là bọn hắn không chỉ vào được, còn nhiều như vậy. Sẽ không phải là thông qua tế đàn này truyền tống đến chứ? Khả năng không lớn, cái tế đàn này hình như là tế tự vật phẩm, triệu hoán vật phẩm đặc thù. Cùng không gian di động không có bất cứ quan hệ nào. Liếc nhìn kỹ, ngoan nhân nói. Triệu hoán vật phẩm đặc thù. Trương Huyền nhíu mày. Đối với dị linh tộc, hắn lý giải không nhiều, nghiên cứu trong chốc lát, không rõ xảy ra chuyện gì, đành phải thôi, thả tế đàn lại không gian giới chỉ. Lại nhìn đồ vật của đối phương một lần, một đống thư tịch xuất hiện ở trước mắt. Đây là, liên quan tới phương diện linh hồn sao? Nhìn lướt qua, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Một đống thư tịch này, là liên quan tu luyện linh hồn như thế nào? Vượt qua thần thức cảnh, tầm quan trọng của linh hồn càng lúc càng lớn, hai vị này với tư cách cường giả thánh vực tứ trọng, loại thư tịch này tự nhiên chuẩn bị không ít. Ánh mắt đảo qua, ghi vào trong đầu, ngẫu nhiên lật xem một lần. Không đúng nha, không phải vu hồn đã hiệu chung dị linh tộc sao, theo lý phương pháp tu luyện linh hồn của chủng tộc này, sẽ cực kỳ cường đại, vượt xa nhân tộc mới đúng, sao nhiều sai lầm như vậy? Xem một lát, Trương Huyền không nhịn được nhíu mày. Những bí tịch tu luyện linh hồn này, sai lầm thật sự nhiều lắm, mỗi bản đều trăm ngàn chỗ hở, có ngàn thiếu sót, thật không biết đám người kia đến cùng tu luyện thế nào. Vốn còn nghĩ, có được phu hồn sư hiệu chung, pháp quyết tu luyện hồn lực của dị linh tộc sẽ vô cùng tinh thuần, có thể cho hồn lực của hắn tiến thêm một bước, chứng kiến giờ mới hiểu được, căn bản không phải có chuyện như vậy. Dựa theo phương pháp của bọn hắn tu luyện mà nói, coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng kém không nhiều lắm tùy thời tan vỡ. Đoán chừng là nhân loại cùng dị linh tộc thuộc về hai chủng loại, pháp quyết tu luyện không thể chung. Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ có cái giải thích này. Thời điểm hắn nghiên cứu bảo vật, tất cả khôi lỗi đã chém giết toàn bộ dị linh tộc ở tại chỗ này. Mang theo một đống không gian giới chỉ trở về. Lần lượt quan sát, Trương Huyền lại góp nhặt không ít bảo vật cùng linh thạch, đồng dạng cũng không có thiếu thư tịch liên quan tới linh hồn. Xử lý xong những thứ này, cũng không nóng nảy, bàn tay chảo một cái,
thu hồi mê trận, thuận tiện lệnh khôi lỗi chỉnh đốn thi thể của dị linh tộc tử vong, lần nữa ngụy trang thành Kim Diệp Vương đứng ở tại chỗ. Tổng cộng có hơn 200 dị linh tộc, hiện tại chém giết mới hơn 50, còn có gần 150 đang dò xét khắp nơi, nếu như động thủ, tự nhiên phải chém giết toàn bộ mới tính chấm dứt. Canh giữ ở tại chỗ, không đợi thời gian quá dài, những dị linh tộc này liền từng cái một bay trở về. Khôi lỗi thánh vực tam trọng mai phục ở chung quanh, tới một người giết một người, không đến hai canh giờ, đội ngũ dị linh tộc xuyên qua phòng ấn tới, liền bị diệt sát sạch sẽ. Hiện tại đi chỗ phòng ấn nhìn xem. Biết rõ những gia hỏa này là pháo hôi, khẳng định không biết bí mật, nên chẳng muốn thẩm vấn, sau khi chém giết toàn bộ, thẳng tắp bay về phía phòng ấn. Phòng ấn ở nơi nào, lúc trước liền chuyên môn hỏi thăm đám người Lục Phong, đã biết được vị trí cụ thể. Vù vù. Trong một cái sơn cốc nhỏ của địa quật, một đám danh sư mở ra trận pháp che giấu, từng cái thở ra một hơi, mắt lộ tinh quang. Đúng là đám người Lục Phong dưỡng thương. Trải qua mấy canh giờ khôi phục, thể lực của bọn họ đã không sai biệt lắm khôi phục toàn bộ, tuy còn có một chút thương thế nghiêm trọng, không cách nào khu trừ, lại không xê xích gì nhiều. Thương thế của chúng ta đều khôi phục không sai biệt lắm, cũng nên qua hỗ trợ. Đúng vậy, một mình Trương Sư, đi đối phó nhiều dị linh tộc như vậy, coi như năng lực bảo vệ tính mạng của hắn rất mạnh, nhưng thực lực chân chính. Còn quá yếu, ta sợ sẽ có nguy hiểm. Hắn vì cứu chúng ta trả giá tâm huyết, có thể nào trơ mắt nhìn hắn lâm vào nguy hiểm, mà khoanh tay đứng nhìn. Bất kể nói thế nào, đều phải qua nhìn xem. Tất cả danh sư đứng dậy, từng cái lộ ra kiên nghị. Trương Sư vì bọn hắn, cửu tử nhất sinh, cái gì cũng không quan tâm, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương lâm vào nguy hiểm, mà an tâm ngồi ở chỗ này. Đã như vậy, mọi người liền cùng đi. Thấy thái độ của mọi người nhất trí, Lục Phong nói. Hắn ở trong mọi người, tuy không phải lớn tuổi nhất, nhưng địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất, hơn nữa cùng Trương Sư là quen biết đã lâu, rất có quyền lên tiếng. Chương 1780, đám người Lục Phong khiếp sợ 2. Tốt, mọi người đồng thời gật đầu, riêng phần mình lấy ra binh khí, đồng loạt bay về phía lúc trước bị vây khốn. Sao một chút động tĩnh cũng không có, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, sát lục chi khí ở nơi đây giống như giảm bớt. Càng bay càng cảm thấy kỳ quái, một vị danh sư nhịn không được nói. Thời gian bọn hắn ở địa quật, ngắn nhất cũng vượt qua 2 tháng. Nơi đây sát lục chi khí càng ngày càng nặng, càng lúc càng nồng nặc, cho người ta áp lực cường đại. Mà bây giờ, loại cảm giác này trở nên cực kỳ mỏng, giống như tùy thời sẽ tiêu tán. Mấu chốt nhất là, nếu như Trương Sư thực đi tìm những dị linh tộc kia phiền toái. Vì sao động tĩnh gì cũng không có, thậm chí người chạy đến tìm tòi bọn hắn cũng không phát hiện. Sự tình khác thường tất có yêu dị, mọi người cẩn thận một chút. Một danh sư niên cấp lớn nói. Mọi người gật đầu, tiếp tục bay đi. Thời gian không lâu, liền đi tới căn cứ mà dị linh tộc tu kiến. Nơi này, lúc trước bọn hắn tìm hiểu qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều bị phát hiện, hoặc lâm vào trận pháp. Hơn 2 tháng qua, đã có ít nhất hơn 10 vị danh sư chết oan chết uổng. Nhưng bây giờ, nửa cái bóng người cũng không có, mấu chốt nhất là, kiến trúc trước mắt lại biến thành một đống phế tích. Những kiến trúc này, tất cả mọi người ngốc trệ. Mau nhìn, đó là cái gì? Bay đến trước mặt, tìm một vòng, đột nhiên một vị danh sư hô lên, nghe tiếng la của hắn, những người khác nhao nhao đi vào trước mặt. Chỉ thấy mặt đất trước mắt có vết máu, mang theo sát lục chi khí nồng đậm, hoàn toàn bất đồng nhân loại. Lục Phong đi vào trước mặt, hợp chỉ làm kiếm, ở trên mặt đất nhẹ nhàng vẽ một cái. Dầm ào ào. Một đống thi thể chôn giấu dưới mặt đất liền hiện ra, từng cái chồng chất chung một chỗ, chừng hơn 200. Trong đó còn có 2 vị vương giả lúc trước lợi hại nhất. Cái này, bọn hắn đều chết hết. Chẳng lẽ, Trương Sư tới đây, không phải quấy rối, mà là giết bọn chúng. Điều này sao có thể? Hơn 200 thánh vực nhất trọng, 2 thánh vực tứ trọng. Loại sức chiến đấu này, coi như là tất cả trưởng lão của danh sư học viện kéo qua, cũng chưa hẳn có thể thắng được, một người chém giết toàn bộ. Tất cả mọi người bối rối. Những dị linh tộc này cường đại, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, toàn bộ Hồng Viễn đế quốc tới tranh đấu, cũng rất khó chiến thắng, một Trương Sư liền diệt cả đoàn. Mấu chốt nhất là, lúc này mới qua bao lâu? Đến cùng làm sao làm được? Ta có thể xác nhận, hắn 100% là Trương Huyền rồi. Khả năng cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điểm ấy,
hoàn thành sự tình làm cho người ta không thể tin được. Lục Phong cười khổ, muốn nói lúc trước hắn còn hơi có nghi hoặc, chứng kiến cái này đã triệt để rõ ràng. Cũng chỉ có vị thanh niên sâu không lường được này, mới có thể làm ra loại chuyện kinh thế hãi tục như thế. Đổi lại những người khác, ai cũng làm không được. Lúc trước chỉ có Quy Nhất Cảnh, đạp hư cảnh liền huyên náo danh sư học viện gà chó không yên, bây giờ đạt tới bán thánh đỉnh phong, một đám dị linh tộc, sao có thể là đối thủ. Chém giết nhiều dị linh tộc như vậy, phá hư âm mưu của bọn hắn. Phần công lao to lớn này, có thể nói khủng bố, chúng ta phải nhanh một chút bẩm báo tổng bộ, không thể để cho công tích của Trương Sư mai một, thuận tiện báo cáo chuyện này một chút. Một danh sư nhìn không được nói. Đúng vậy. Mọi người đồng thời gật đầu. Đối kháng dị linh tộc, không phải chuyện riêng, cũng không phải trách nhiệm của một danh sư, mà là sự tình của cả nhân loại. Một người giết nhiều dị linh tộc như vậy, hơn nữa còn ngăn cản âm mưu của đối phương, công lao to lớn, chuyển quay lại tổng bộ, tất nhiên được ngợi khen, đây là ai cũng không thể gạt bỏ. Thưởng phạt phân minh, danh sư đường mới có thể vận chuyển vài vạn năm, mà không bị người lên án. Tốt, chuyện này liền để ta báo cáo. Lục Phong nhẹ gật đầu. Khiếp sợ Trương Huyền biểu hiện, bên này tính toán xin công huân cho hắn, Trương Huyền một đường đi về phía trước, rốt cuộc ngừng lại. Đến phong ấn. Ở cuối địa quật, kết nối cản trở chiến trường ngoại vực cùng thế giới loài người. Từ xa nhìn lại, là một mảng ánh sáng đường kính vài trăm thước, hết thảy đều phong bế, làm cho người ta thấy không rõ đối diện rút cuộc là cái gì. Bất quá, đứng ở trước mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ sát lục chi khí nồng đậm, thỉnh thoảng phun ra, tựa hồ muốn quấy vỡ người. Khí tức trong địa quật, có lẽ chính là từ nơi này phun ra, tích lũy tháng ngày hình thành. Đây là phong ấn. Nhìn thoáng qua, đồng tử của Trương Huyền kìm lòng không được co rút lại. Thứ này so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cũng càng thêm vững chắc, lấy thực lực của hắn, đừng nói phá vỡ, khả năng công kích lên, ngay cả một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Phong ấn cường đại như thế, những dị linh tộc cùng đám người Thanh Diệp Vương kia, là làm sao tới được. Xem một lát, Trương Huyền nhịn không được nghi hoặc. Muốn nói phong ấn đã tổn hại, hoặc là hư hao, nhưng trước mắt, uy vũ hùng hồn, làm cho người ta có cảm giác không thể phá hư, nói cách khác. Không có chút tổn thương nào, loại tình huống này bọn hắn rút cuộc là làm sao đột phá bình chướng, đi tới nơi này. Thiếu sót. Trong lòng kỳ quái, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, trong đầu thở nhẹ. Chương 1781, Chiến sư đường tới đợt thứ hai. 1. Vù vù. Thư tịch xuất hiện. Cái phong ấn này một mực vận chuyển, chống cự sát lục chi khí ở chiến trường ngoại vực, thư viện có thể đơn giản nhìn ra thiếu sót. Mở sách vở ra. Tri thức trong đó chảy vào đầu. Cái phong ấn này, là lúc trước một vị cường giả gọi Khâu Ngô bố trí, người này đối với không gian lĩnh ngộ rất mạnh, không biết phong ấn này mang theo lực lượng ngăn cách không gian, coi như là danh sư cửu tinh, muốn phá vỡ cũng rất khó làm được. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể ngăn cản dị linh tộc nhiều năm như vậy. Chỉ là, kèm theo vài vạn năm thời gian, phong ấn càng lợi hại, cũng có tiêu hao cùng mài mòn, hơn nữa đối với dị linh tộc trước mặt siêng năng công kích. Phía trên xuất hiện một ít địa phương bạc nhược yếu kém. Bất quá, coi như là những địa phương này, cũng không phải người nào cũng có thể thông qua, muốn tới đây, tất nhiên trả giá cực kỳ to lớn. Về phần trả giá là cái gì, lấy kiến thức của hắn bây giờ, căn bản nhìn không ra, tự nhiên cũng không biết. Muốn dị linh tộc không thể tới đây, nhất tuyệt hậu hoạn, chỉ có một phương pháp, đó chính là nghĩ biện pháp bổ sung hoàn chỉnh địa phương bạc nhược yếu kém. Nghiên cứu nội dung trong thư tịch một lần. Trương Huyền cúi đầu trầm tư. Thông qua thư viện dò xét, hắn biết rõ coi như mình tạm thời chém giết những dị linh tộc kia, chỉ cần trả giá đầy đủ, đằng sau khẳng định còn có liên tục không ngừng dị linh tộc. Cái này là không thể nào giết hết. Biện pháp duy nhất là, nghĩ biện pháp tu bổ địa phương tổn hại lần nữa. Đổi lại những người khác, coi như là biết rõ những thứ này, cũng bất lực. Nhưng hắn khác biệt, Thiên Đạo thư viện tìm phong ấn thiếu sót, đầu đuôi gốc ngọn đã viết ra. Căn cứ những thứ này tiến hành suy tính, hoàn toàn có thể tìm ra phương pháp tu bổ, chỉ là cần tiêu hao chân khí, cũng cực kỳ to lớn. Coi như hắn bây giờ là tòng thánh đỉnh phong, càng tu luyện phong thánh giải, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, muốn hoàn thành, cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn thành công. Trước mặc kệ, nếu như đám người mục sư muốn ta hỗ trợ giải quyết, liền duy nhất một lần giải quyết xong lại đi, cũng là vì nhân tộc. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Huyền làm ra quyết định.
Ở Hồng Viễn Đế quốc vượt qua 4 tháng, đã có tình cảm rất sâu, nơi này có vô số thành viên huyền huyền hội của hắn, một khi rời đi, không có phòng ấn tốt, nhất định sẽ có càng nhiều dị linh tộc vượt qua, đến lúc đó, chỉ sợ không có vận khí như vậy. Vì vậy, nếu như xuất thủ, vậy triệt để giải quyết, chấm dứt hậu hoạn. Bắt đầu đi. Nhướng mày, thân thể Trương Huyền khẽ động, đi vào trước mặt phòng ấn, bàn tay nhẹ nhàng ở phía trên nhấn một cái, tìm được một chỗ thiếu sót. Vù vù. Sau một khắc, thân thể run lên, tiến nhập trong phòng ấn. Đây là... Nhìn sang bốn phía, ánh mắt Trương Huyền nhìn không được sáng ngời. Cái phòng ấn này, là một loại vận dụng xảo diệu trên không gian, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể phong bế chiến trường ngoại vực cùng thế giới loài người. Hắn vốn chỉ muốn bổ sung thiếu sót, không nghĩ tới tiến nhập trong đó, thấy được toàn bộ kết cấu của phòng ấn. Cái kết cấu này, lại có thể mang theo không gian pháp tắc, củng cố, kiên định. Thoạt nhìn rất giống phong thánh giải. Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, xem một lát, nắm đấm của Trương Huyền không tự chủ được siết chặt. Cái phong ấn này bố trí lực lượng, nhìn kỹ, lại cùng phong thánh giải không mưu mà hợp, có thể nói giống như đúc, chỉ là càng thêm rườm rà phức tạp, càng thêm kín đáo. Nếu như phong thánh giải dựa theo cái này tu luyện mà nói, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa hay không? Trong lòng khẽ động, một ý nghĩ xông ra. Mặc dù phong thánh giải không có sai lầm, nhưng rõ ràng ở trên cấu tạo còn không bằng cái này, dựa theo nó sửa lại, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa hay không? Thử xem. Phỏng đoán một lát, phát hiện không có vấn đề gì, Trương Huyền một bên dùng chân khí củng cố phong ấn, một bên ngồi dưới đất tu luyện. Minh Lý Chi nhãn chiếu xuống. Kết cấu rất nhỏ của phong ấn chậm rãi tiến nhập trong đầu, tiến nhập đan điền, khiến chân khí của hắn lần nữa xếp đặt, mặc dù tu vi không có tiến bộ, lại làm cho nguyên thai trở nên củng cố, càng cường đại hơn. Trương Huyền ở địa quật tu luyện, không biết nhật nguyệt, mọi người canh giữ ở phía ngoài viện trưởng lăng, lại tràn đầy sốt ruột. Đã qua 3 ngày, sao viện trưởng còn chưa đi ra? Mi trưởng lão nhịn không được nói. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Bính Tuất nói. Viện trưởng Lăng là địa phương tất cả viện trưởng nghỉ ngơi, viện trưởng có thể có được tất cả tiền bối nhận thức, chắc có lẽ không có vấn đề. Chần chừ một chút, mi trưởng lão nói. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nhìn không được có chút bận tâm. Hắn điều tra lịch sử, dĩ vãng viện trưởng tiến nhập viện trưởng Lăng, nhiều nhất một ngày liền ra, còn vị này, trực tiếp chờ đợi 3 ngày. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng. Khục khục, ta không phải lo lắng viện trưởng gặp chuyện không may. Mà là sợ. Hắn ở viện trưởng lăng gây ra động tĩnh, khiến tất cả tổ tiên không được nghỉ ngơi. Khóe miệng co quắp, Triệu Bính Tuất nói. Ách, mi trưởng lão ngẩn ngơ. Vị viện trưởng này, cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc. Quá mức lỗ mãng, vạn nhất thực ở trong viện trưởng lăng làm ầm ĩ một chút, những hậu bối như bọn hắn, về sau còn có thể diện gặp lại liệt tổ liệt tông sao? Viện trưởng làm như thế nào, chúng ta không quản được. Bất kể nói thế nào, hắn đều được tất cả ý niệm viện trưởng nhận thức, có lẽ sẽ không làm ẩu a. Chương 1782, chiến sư đường tới đợt thứ 2. 2. Xoa xoa mi tâm, mi trưởng lão nói. Bản tính cùng tính khí của viện trưởng, bọn hắn cũng khống chế không được, coi như biết rõ có khả năng xảy ra vấn đề, cũng nói không nên lời, chỉ có thể ở sau lưng âm thầm cầu phúc. Đúng rồi, người chiến sư đường có lẽ tới rồi a. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Triệu Bính Tuất hỏi. Chắc chiến sư đã từng nói qua, chiến sư khảo hạch đám người Trịnh Dương, 3 ngày sau sẽ tới, tính toán thời gian, có lẽ không sai biệt lắm, đi, qua xem một chút. Ân. Hai vị trưởng lão nhìn về phía viện trưởng Lăng, chần chừ một chút, thấy viện trưởng trong thời gian ngắn không có tính toán đi ra, đành phải vội vã tiến đến trưởng lão viện. Một khi người chiến sư đường tới đây, viện trưởng không ở thì thôi. Bọn hắn cũng không ở, thực sự quá thất lễ. Bên ngoài Hồng Viễn danh sư học viện, một thánh thú phi hành rơi xuống, hơn 10 tu luyện giả đi nhanh vào trong nội viện, bọn hắn mặc quần áo bình thường, không phải trang phục danh sư, cũng không phải quần áo và trang sức chiến sư, không hiển sơn lộ thủy. Liêu sư, nghe nói lần này đám người Trác sư chạy tới khảo hạch, thất bại thảm hại, bị đệ tử của Hồng Viễn danh sư học viện đánh bại, không biết có phải thật hay không? Theo ở phía sau, một chiến sư tàm phong cảnh nhìn không được hỏi. Ân, tin tức truyền đến là như thế, năm nay Hồng Viễn học viện tuyển ra tân sinh, quá mức nghịch thiên, thậm chí còn xuất hiện tồn tại đồng cấp bậc, ngay cả Trác chiến sư cũng không thể chống lại. Vì vậy,
để cho chúng ta chạy tới tiến hành khảo hạch. Một trung niên nhân ở phía trước nhất nhẹ gật đầu. Hắn chừng 40 tuổi, khí tức trên thân ẩn mà không phát, làm cho người ta có cảm giác cự long ở ẩn cảm, tu vi không kém Trác Chiến Sư bao nhiêu, là một vị thánh vực nhị trọng. Tuy đồng cấp bậc, nhưng làm cho người ta cảm giác, so với Trác Chiến Sư càng cường đại hơn, càng thêm kinh khủng. Chiến Sư Đường, Thiên Phu trưởng Liêu Tùng. Ta điều tra lịch sử của Hồng Viễn Học Viện, luôn là kế cuối, hầu như không có bao nhiêu người có thể trúng tuyển, bây giờ người người đánh bại Chiến Sư Đường. Sao cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong a? Hừ một tiếng, thanh niên tựa hồ đối với tin tức này cũng không tin tưởng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lại một thanh niên gật đầu. Tất cả chiến sư đi theo sau lưng Liêu Tùng, có 3 vị là đạp hư cảnh, 3 vị tàm phong cảnh, còn có 3 vị bán thánh, 3 vị tòng thánh, tổng cộng 12 người. Những người này, không chỉ thực lực mạnh, càng mang theo một loại phong mang làm cho người ta không dám tiến gần. Tựa hồ dưới đồng cấp bậc, từng cái đều tương tự Trác Chiến Sư. Đều là bách phu trưởng của Chiến Sư Đường. Bách phu trưởng, đại biểu có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng thực lực bản thân không có quan hệ. Tuy Trác Thanh Phong sớm đã đạt đến thần thức cảnh, trên thực tế cũng chỉ là bách phu trưởng, cùng những người này địa vị giống nhau, so với Liêu Tùng kém một cấp bậc. Ta cũng không quá tin tưởng, chiến sư chúng ta, không người nào không là nhân tài trong vạn người có một, một học viện tuyển ra 100 người. Lại đều có thể thông qua khảo hạch. Đây là sự tình từ khi Chiến Sư Đường tuyển chọn đến nay chưa bao giờ có, hôm nay tới đây, cũng là muốn xác nhận một chút. Liêu Tùng cũng nhăn mày lại. Chứng kiến đối phương truyền lại tin tức, nói thật, hắn không thể tin được. Hồng Viễn Học Viện này, những năm nay nhiều nhất 1-2 cái thông qua, năm nay năm niên cấp 100 người, vậy mà toàn bộ thông qua. Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ân. Mọi người nhẹ gật đầu. Thời điểm nói chuyện, mấy người đi vào học viện, dương mắt nhìn lại, vô số đệ tử đi tới đi lui, cả đám đều mang theo tinh thần sung mãn, tản mát ra khí tức kinh người. Đúng rồi, Nhược Hoan, ta đối với viện trưởng giảng chiêu số còn có chút không hiểu, người có thể giúp ta chỉ điểm một chút không? Một tu luyện chàng ở bên cạnh đường, mấy đệ tử làm thành một đoàn, tựa hồ học tập lẫn nhau. Cái này đơn giản, ngươi xem ta. Thanh niên gọi là Nhược Hoan nhẹ nhàng cười cười. Bàn tay khẽ đảo, mãnh liệt đánh về phía trước. Dầm ào ào. Không khí phát ra âm bạo liên tiếp, một cỗ khí lưu nóng rực tuôn ra, thổi chúng đá xanh mặt đất, xuất hiện vết rách liên tiếp. Trưởng pháp thật mạnh. Tất cả chiến sư đang đi tới, đồng tử co rụt lại. Cái trưởng pháp này thoạt nhìn đơn giản, lại dung hợp kỹ xảo thật lớn, coi như là bọn hắn ở lúc đồng cấp, muốn làm được cũng rất khó. Chẳng lẽ, người này chính là gia hỏa muốn tham gia khảo hạch? Một thanh niên nhìn không được nói. Tuy gia hỏa trên đài này, chỉ có kiều thiên cảnh, nhưng vừa rồi chiêu đó, lại có thể so với bách phu trưởng, vô cùng có khả năng chính là thiên tài mà Trác Chiến Sư nói kia. Có khả năng, Liêu Sư, ta muốn đi lên thử xem. Một chiến sư nhìn không được nói. Tốt, nhớ kỹ hạ thủ lưu tình, nếu như đối phương không phải, đả thương, báo cáo đến danh sư đường, chúng ta cũng không dễ nói chuyện. Chần chừ một chút, Liêu Tùng dặn dò. Chiến sư từng cái đều là thiên tài chiến đấu trong vạn người không có một, cùng danh sư bình thường chiến đấu, người sau tự nhiên không phải đối thủ, nếu như không lưu tình đả thương, một khi chuyển quay lại tổng bộ, bọn hắn cũng không dễ chịu. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Người thanh niên này nhẹ nhàng cười cười, thân thể tung ra, nhảy lên tu luyện chàng cách đó không xa. Vị bằng hữu kia, tại hạ Chu Diệp, vừa rồi chứng kiến ngươi xuất trưởng như gió, thực lực bất phàm, nhất thời ngứa nghề. Hiện tại ta đè thấp tu vi đến kiều thiên cảnh, chẳng biết có thể cùng ta so đấu một trận hay không. Thanh niên Chu Diệp cười nói. Chương 1783, chúng ta là huyền huyền hội 1. Khiêu chiến võ kỹ, ở danh sư học viện, là chuyện thường xảy ra, thường xuyên có danh sư vì nghiệm chứng thành quả tu hành, khiêu chiến một ít sức chiến đấu mạnh. Chứng kiến Chu Diệp này trực tiếp mở miệng, thanh niên Nhược Hoan sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên có thể. Vậy thì bắt đầu đi. Nhẹ gật đầu, Chu Diệp hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể bị áp chế, rất nhanh giống như đối phương, đều là kiều thiên cảnh. Thấy vừa rồi ngươi thi triển là trưởng pháp, ta cũng không cần binh khí, bắt đầu đi. Cười cười, cổ tay Chu Diệp khẽ đảo, thân thể cấp tốc nhảy về phía trước. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tuy dùng là lực lượng kiều thiên cảnh, nhưng cả người lại giống như một u linh,
làm cho người ta thấy không rõ cụ thể muốn tiến công phương vị nào. Rất tốt. Ánh mắt sáng lên, thân thể Nhược Hoan bất động, bàn tay khẽ đảo, nhắm ngay phía trước đánh ra. Trương viện trưởng đã từng nói, nếu như vừa nhìn thấy loại chiêu số này liền bối rối, kèm theo hắn mà động, chẳng khác nào chúng mưu kế, bị đối phương dẫn theo tiết tấu, còn muốn chiến thắng liền khó khăn. Bởi vậy, đối với loại công kích hư chiêu này, muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, mặc kệ đối phương lắc lư như thế nào. Nhưng muốn tiến công, cũng chỉ có mấy vị trí cố định, lấy bất biến, ứng vạn biến. Đến thật tốt. Thấy thân thể hắn bất động chụp về phía trước, ánh mắt Chu Diệp sáng lên. Giống như đối phương nghĩ, chiêu này của hắn, mục đích chính là vì hấp dẫn đối phương xuất thủ, một khi động thủ, chẳng khác nào đã có kẽ hở. Đi vào bên cạnh đối phương, bàn tay khẽ đảo, đè xuống. Vốn tưởng rằng lần này, chỉ cần dùng lực lượng, đối phương tất nhiên bị thương nhận thua, ai ngờ lực lượng trên lòng bàn tay còn không có rơi xuống trên thân đối phương, liền cảm thấy ngực khó chịu. Đồng tử co rụt lại, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào đối phương đã phát hiện vị trí chân thân của hắn, tay trưởng còn lại đã ở chỗ này chờ rồi. Nói cách khác, vừa rồi đánh về phía trước, là hư chiêu, dụ dỗ hắn mắc câu, một khi ra chiêu xác định vị trí, cái tay còn lại sẽ theo sát mà lên. Bành! Lúc này muốn trốn tránh cũng không còn kịp rồi, ngực khó chịu, Chu Diệp thẳng tắp bay xuống tu luyện tràng, ngã ở trên đường. Một chiêu liền đánh bại Chu Diệp. Chẳng lẽ vị này chính là người muốn khảo hạch kia? Vô cùng có khả năng, tại sao có thể có sức chiến đấu cường đại như thế? Mọi người chiến sư Đường giật nảy mình. Liêu Tùng cũng nhíu mày. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn có thể đơn giản nhìn ra, gia hỏa gọi là Nhược Hoan kia, lực lượng chân khí, tốc độ phản ứng đều không bằng Chu Diệp, nhưng tỷ thí lại thắng, nói rõ đối với võ kỹ cùng lý giải chiến đấu, có thiên phú cực cao. Chỉ sợ đúng là thiên tài tu luyện mà Trác Thanh Phong nói. Nếu không, làm sao có thể mạnh như vậy? Hồ Thần, người đi lên thử xem. Nhướng mày, Liêu Tùng khoát tay áo. Đương nhiên, đúng hay sai, còn cần tiếp tục thử một chút. Tốt. Thanh niên gọi là Hồ Thần nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, cũng nhảy lên tu luyện tràng. Nhìn ngươi chiêu số tinh kỳ, ta cũng muốn thử một chút. Nói xong giảm thấp tu vi xuống. Tốt. Nhẹ gật đầu, Nhược Hoan đang muốn động thủ, liền thấy một thanh niên ở bên cạnh đi ra. Nhược Hoan, có loại cơ hội tỷ đấu với kẻ yếu này, nhường cho ta đi, ngươi xem ta học kém cỏi nhất, viện trưởng giảng giải, hiện tại cũng không lý giải được, không bằng để cho ta thử xem. Được rồi. Thấy bằng hữu như vậy, Nhược Hoan cười khổ một tiếng, đành phải nhẹ gật đầu. Người này đích xác không giỏi lý giải võ kỹ, cùng bọn họ tỷ đấu, rất khó luyện tập, cùng kẻ yếu không biết từ đâu xuất hiện kia so đấu mà nói, có lẽ có thể được dẫn dắt rất lớn. Nhược Hoan này, đúng là Nhược Hoan công tử lúc trước cùng Trương Huyền từ Vạn Quốc Liên Minh đi tới, trải qua một phen khổ tu, đã đạt đến kiều thiên cảnh. Từ Vạn Quốc Liên Minh theo Trương Huyền tới, đối với lý giải võ kỹ tự nhiên càng thêm khắc sâu, hơn nữa bản thân lại là một trong mấy người sáng lập Huyền Huyền Hội. Hạ xuống công phu khổ tu rất lớn, vô luận là ánh mắt hay thực lực, đều cùng trước kia khác nhau rất lớn, xưa đâu bằng nay. Ở hắn xem ra đột nhiên xuất hiện hai người, tuy sức chiến đấu không kém, chiêu số cũng rất mới lạ, nhưng so với viện trưởng giảng giải còn kém rất nhiều. Viện trưởng giảng giải chính là trụ cột, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, coi như võ kỹ lại biến hóa, thoạt nhìn đẹp mắt, bản chất vẫn là muốn tiến công người, chỉ cần tiến công thì có thiếu sót, có thể tiến hành phản kích. Bởi vậy để hảo hữu động thủ, vừa vặn có thể tiến hành tôi luyện. Kẻ yếu. Hai người bọn họ đối thoại, Hồ Thần nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tuôn ra, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bạo tạc nổ tung. Đại ca, người mở mắt nhìn xem, ta là chiến sư tàm phong cảnh, giảm thấp xuống tu vi cùng các ngươi chiến đấu, lại còn nói ta là kẻ yếu. Không chỉ hắn như thế, chiến sư khác nghe nói như thế cũng thiếu chút nữa thổ huyết. Chiến sư bọn hắn đi tới chỗ nào cũng là tồn tại tài trí hơn người, chiến lực vô cùng, cái này còn là lần đầu tiên bị người khinh bỉ. Hồ Thần, không nên lưu tình. Một vị chiến sư thật sự nhịn không được truyền âm tới. Ta biết rõ. Ánh mắt lóe lên, Hồ Thần lộ ra hung ác. Vốn hắn còn nghĩ, đối phương thật sự tiếp không được mà nói, lưu lại cái mặt mũi, đã không cảm thấy được như vậy, vậy đừng trách hắn không khách khí. Bắt đầu đi. Bàn tay duỗi ra. Hồ Thần làm động tác mời. Ân. Thanh niên đối diện nhẹ gật đầu, đi vào trước mặt. Tuy viện trưởng giảng giải kỹ càng kỹ xảo chiến đấu ứng đối,
nhưng mà ta học còn không tinh, một lát nữa. Vạn nhất đả thương ngươi, mong đừng trách ta. Thanh niên nói. Ít nói nhảm, đến đi. Hồ thần nhịn không được nữa, bàn chân đạp mạnh mặt đất, trực tiếp lao đến. Công kích của hắn chiêu số đại khai đại hợp, chân khí du tẩu bát phương, làm cho người ta có cảm giác khí thôn vạn tượng. Chứng kiến chiêu số của hắn, thanh niên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mắt sáng rực lên, thét lên một tiếng. Đến thật tốt. Nói xong cũng mặc kệ ánh mắt mọi người ngạc nhiên, không có chút kỹ xảo nào, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Nắm tay va chạm, hồ thần chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn, lực lượng hung mãnh xông đến, sắc mặt đỏ bừng, trong nháy mắt bay ngược ra. Bành. Chương 1784, chúng ta là Huyền Huyền hội 2. Giống như Chu Diệp, từ trên tu luyện chàng bay ra ngoài, đầu cắm trên mặt đất. Nếu như không phải mới vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, lần này cắn trả nhất định sẽ thiếu một ít, mà bây giờ, cứng đối cứng, cả cánh tay không thể nhúc nhích, đoán chừng trong 5-3 ngày, muốn khôi phục là không thể nào. Cái này, cứng đối cứng, chiến sư chúng ta không phải đối thủ. Tất cả chiến sư lần nữa bối rối. Khóe miệng Liêu Tùng co lại. Vừa rồi hắn tận mắt thấy, chân khí, lực lượng của Nhược Hoan so với thuộc hạ của mình xa xa không bằng. Mà ra hỏa hướng người khác thỉnh giáo kia, lại có thể một chiêu đánh bay hồ thần. Không khỏi quá không thể tưởng tượng a. Mặt đang cổ quái, liền nghe được Nhược Hoan ở trên bục, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Không phải đã nói với ngươi sao, chiến đấu cũng không chỉ có man lực. Muốn kỹ xảo, làm sao lại đần như vậy? Nhược Hoan công tử đích xác rất tức giận, ra hỏa này chỉ học được viện trưởng truyền thụ cho chân khí cùng lực lượng. Đối với lĩnh ngộ võ kỹ rất kém cỏi, nguyên nhân chính là như thế, mỗi lần đều thất bại ở trên tay bọn hắn, lần này chuyên môn để hắn cùng một người lý giải võ kỹ không mạnh tỷ đấu. Kết quả, như trước dùng man lực, tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta, thanh niên vào đầu, tràn đầy lúng túng. Thấy hắn bụng dạ thẳng thắn, ta có chút nhịn không được. Như vậy đi. Nói xong nhìn về phía mọi người đứng ở cách đó không xa. Các ngươi còn có ai cùng so với ta không? Lần này cam đoan không dùng lực lượng nghiền ép các ngươi. Ngươi, chứng kiến đối phương như vậy, tất cả chiến sư tức giận sắp điên rồi. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, người khác đối chiến sư, nói không dùng lực lượng nghiền ép. Quá liều lĩnh, quá kiêu ngạo rồi. Ta tới. Thật sự nhịn không được, một chiến sư lao đến, đúng là một vị tàm phong cảnh cuối cùng. Giờ phút này cũng giảm thấp tu vi xuống, bàn tay chiêu một cái. Đến đi. Tốt. Thanh niên gật gật đầu, đang muốn động thủ, một học viên có chút mất hứng. Triệu Thanh, người có ý tứ gì? Loại cơ hội tỉ thí tốt này, chẳng lẽ người muốn một người độc chiếm? Ta. Thanh niên vò đầu. Được rồi, ta xem mấy bằng hữu này thực lực cũng không tính quá kém, loại cơ hội đối luyện này không nhiều lắm. Triệu Thanh, người tặng cho Tống Doanh đi. Nhược Hoan nói. Được rồi. Thanh niên Triệu Thanh vẻ mặt tràn đầy không muốn nhẹ gật đầu. Các ngươi, chiến sư đi vào tu luyện tràng, đều muốn tức khóc. Cái gì cũng không tính quá kém. Chúng ta rất mạnh có được hay không? Chỉ là, vừa quay đầu chứng kiến hai đồng bạn đầu chồng xuống đất, một hơi giấu ở ngực rút cuộc nói không nên lời. Bị nhẹ nhõm đánh bại, đây cũng gọi là rất mạnh. Ở trong mắt đối phương, có lẽ thật chỉ là không kém. Ít nói nhảm, đến đi. Cắn răng một cái, vị chiến sư này nhìn lại. Phập phồng không yên, làm sao có thể tỉ đấu. Đi lên trước, Tống Doanh lắc đầu. Ngươi, tuy vị chiến sư này tức giận nhưng cũng biết, hiện tại hắn có chút thất thố, hít sâu một hơi, ngăn chặn phiền muộn trong lòng, lần nữa nhìn lại. Bắt đầu đi. Thấy hắn nhanh như vậy liền ngăn chặn sao động trong lòng, Tống Doanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Nói xong thân thể nhoáng một cái, lao ra. Bành 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 bành. Hai người lập tức giao thủ. Sau ba chiêu, sắc mặt chiến sư đỏ bừng, bị đối phương bắt được một lỗ thủng, một cước đá bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Cái này, thấy liên tục lên ba cái, đều không phải đối thủ của bọn hắn, tất cả chiến sư hai mặt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng, Trác Thanh Phong nói ngoa, cố ý phủ lên Hồng Viễn học viện đáng sợ, tận mắt nhìn thấy mới hiểu được, thật rất cường đại. Các ngươi chẳng lẽ là, đám người Trịnh Dương, Lưu Dương lần này tham gia chiến sư đại tái. Một vị chiến sư thật sự nhìn không được, hỏi. Trịnh Dương, Lưu Dương.
Nghe nói như thế, Nhược Hoan cười khổ lắc đầu. Bọn họ là đệ tử thân truyền của viện trưởng, so với chúng ta lợi hại gấp trăm lần, làm sao có thể so sánh? Không phải, như vậy chẳng lẽ, các ngươi là trong 100 người năm nay thông qua chiến sư khảo hạch kia? Liêu Tùng hỏi. 100 người. Nhược Hoan lần nữa lắc đầu. Thực lực của chúng ta quá thấp, không có tư cách tham gia chiến sư đại tái. Không có tư cách tham gia tuyển chọn. Liêu Tùng nhoáng một cái, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Vậy các ngươi là? Chúng ta là Huyền Huyền hội, học viện còn có hơn 3 vạn hội viên, sức chiến đấu cùng chúng ta không sai biệt lắm. Vẻ mặt Nhược Hoan công tử thành thật nhìn qua. Loại thực lực này của chúng ta, ở trong hội, không coi vào đâu, vừa nắm một bó to. Chương 1785, chiến tử 1. Không coi vào đâu, vừa nắm một bó to. Tất cả chiến sư hai mặt nhìn nhau, cả đám đều cảm thấy có chút tan vỡ. Bọn hắn bí mật mang theo uy thế mà đến, tự nhận là thực lực đồng cấp, không người sánh bằng, kết quả, ngay cả chính chủ cũng không có nhìn thấy, đã bị mấy đệ tử ở ven đường đánh bại. Có cần hung tàn như vậy hay không? Mấu chốt nhất là, loại cường giả này, một cái, hai cái thì thôi, theo như hắn nói, cái gì Huyền Huyền hội, 3 vạn người đều cường đại như thế. Chỉ cảm thấy được cả người cứng ngắc. Liêu Tùng cái gì cũng nói không nên lời. Với tư cách chiến sư Đường Thiên phu trưởng, lần đầu tiên có loại cảm giác nông phu tiến vào kinh thành, đối với mình nhận thức thậm chí nhân sinh, đều sinh ra hoài nghi. Thế nào, không tin? Thấy những người này, tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ, Nhược Hoan cười cười, chỉ về phía sau. Người Huyền Huyền hội chúng ta, vừa vặn ở phía trước tụ hội, ta có thể mang bọn ngươi đi xem. Tụ hội? Ân, cùng ta đi. Gật gật đầu, Nhược Hoan đi đầu về phía trước. Đám người Liêu Tùng nhìn nhau, theo sát đi lên. Đi không bao xa, quả nhiên thấy không ít người, đứng ở trên quảng trường, đang thương nghị cái gì, thỉnh thoảng có mấy người xuất thủ luận bàn. Đây là võ kỹ trụ cột, thủy hà mênh mông, chiêu này không phải không có uy lực gì sao? Sao ở trong tay người kia mạnh mẽ như vậy? Đó là Lạc Phong kiếm pháp, võ kỹ linh cấp trung phẩm. Ta tu luyện qua, bởi vì chiêu số quá mức rườm rà. Sức chiến đấu không mạnh, nên không luyện. Trong tay hắn, thế nào cảm giác giống như linh cấp thượng phẩm vậy? Bộ quyền pháp cùng thân pháp này, tuy không cuốn hút, lại trực chỉ bổn ý của quyền pháp, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ta tới đối chiến, khả năng chống lại không được. Chiêu này là cái gì? Mấy chiêu số trụ cột nhất, lại hợp chung một chỗ, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Đã tương đương võ kỹ linh cấp thượng phẩm. Chứng kiến người luận bàn chiêu số đối công. Tất cả chiến sư đều ra mặt run rẩy. Mặc dù không có tỷ đấu, nhưng bằng vào nhãn lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, chỉ cần đối chiến, kết quả sẽ không khác so với đám người Nhược Hoan bao nhiêu. Nói cách khác, bọn hắn nhiều chiến sư lợi hại như vậy, ném tới trước mắt 3 vạn đệ tử này, chẳng những không xông ra, gây chuyện không tốt còn là kế cuối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là chiến sư ngàn dặm mới tìm được một A. Lực chiến đấu của các ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thật sự nhìn không được, Liêu Tùng hỏi. À, chúng ta vừa mới bắt đầu đều rất bình thường, là viện trưởng giảng bài cho chúng ta một buổi, lúc này mới có năng lực như thế. Trong mắt Nhược Hoan phóng ra hào quang kích động. Nội dung viện trưởng giảng giải, đến bây giờ đều nhớ kỹ rành mạch, toàn bộ lý giải, sức chiến đấu đã có bay vọt về chất. Nghe qua tiết học cùng chưa từng nghe qua tiết học, đã hoàn toàn hai loại khái niệm, chênh lệch to lớn, như là hào rộng. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đệ tử, đều hy vọng có thể gia nhập Huyền Huyền hội, trở thành một thành viên trong đó, bất quá, vì không cho học hội tiếng động lớn đoạt chủ, gần đây một mực không có thu người, khiến vô số người hối hận không thôi. Nói một buổi, vẻ mặt Liêu Tùng phát mộng, chỉ giảng một buổi, khiến cho thực lực các ngươi bạo tăng. Đây không phải nói giỡn sao? Nếu như sức chiến đấu dễ dàng tăng lên như vậy, những chiến sư bọn hắn, mỗi ngày khổ cực tu luyện, chẳng phải làm công vô dụng. Đúng vậy, đáng tiếc, viện trưởng thật sự bận quá, nếu không, nói nhiều thêm mấy ngày, thực lực của chúng ta khẳng định còn sẽ càng mạnh hơn nữa. Vẻ mặt Nhược Hoan tràn đầy tiếc nuối. Nói thật, nếu không phải viện trưởng bận quá, liên tục giảng cho bọn hắn mấy ngày, bọn hắn nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Càng mạnh hơn nữa. Khóe miệng Liêu Tùng run rẩy. Cái này cũng đã cường đại như thế. Chiến sư bọn hắn đánh không lại, nếu như cường thịnh hơn nữa. Chẳng phải còn muốn lợi hại hơn chiến sư.
còn muốn chiến sư bọn hắn làm gì? Đúng rồi, các ngươi là người nào? Tới học viện tìm ai? Đang tràn đầy phiền muộn, liền nghe Nhược Hoan hỏi. Chúng ta đến tìm, Trác chiến sư. Vốn muốn nói mình là chiến sư, lời nói đến bên miệng, Liêu Tùng lại nuốt xuống, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, nói. Nguyên lai là bằng hữu của Trác chiến sư, ngươi chờ, ta phái người mang bọn ngươi qua. Nhược Hoan bừng tỉnh đại ngộ, hô cái hội viên, nhờ hỗ trợ dẫn đường. Đa tạ. Đám người Liêu Tùng vội vã đi theo, sợ chờ lâu một giây, lần nữa bị đả kích. Nhược Hoan, những người này là người nào? Mấy người rời đi, một học viên tràn đầy nghi hoặc đi tới. Ta cũng không biết, lúc trước ta đoán có thể là chiến sư, về sau cảm thấy khẳng định không phải. Chiến sư làm sao ý thức chiến đấu có thể kém như vậy? Tuy sức chiến đấu còn được, nhưng danh sư lấy chiến đấu làm chủ, không có khả năng kém như vậy a. Được rồi, chỉ cần không phải chiến sư, nghĩ biện pháp chiêu vào Huyền Huyền hội, bồi dưỡng vài ngày mà nói, chưa hẳn không phải người mới. Nhược Hoan nói. Hiện tại Huyền Huyền hội chiêu tinh không chiêu nhiều, nếu bọn hắn thật muốn vào, cũng cần thông qua khảo hạch không qua, không có khả năng thu. Học viên này nói, đó là tự nhiên, Huyền Huyền hội chúng ta, không phải người nào cũng có thể vào, lực chiến đấu của bọn hắn còn tạm được, nhưng mà khoảng cách thông qua khảo hạch, tựa hồ còn kém một ít. Nhược Hoan lên tiếng, khuôn mặt kiêu ngạo. Liêu sư, đám người kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Đi theo sau lưng đệ tử tìm Trác Thanh Phong, một chiến sư thật sự nhìn không được, nhìn về phía Liêu Tùng ở phía trước nhất. Ta cũng không biết. Liêu Tùng cảm thấy tràn đầy phiền muộn. Cho tới nay, hắn đều cho rằng trong đồng cấp bậc, chiến sư là cường đại nhất, thẳng đến vừa rồi chứng kiến người Huyền Huyền hội, mới hiểu được. Cũng chưa chắc tự nhiên. Chương 1786, Chiến tử 2. Khó trách Trác Thanh Phong muốn chúng ta tới đây, Hồng Viễn học viện này, thật là quỷ dị. Qua cả buổi, mới hồi phục tinh thần, nhịn không được nói. Ven đường tùy tiện xuất hiện mấy người, liền đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, không thể không nói, nơi này quá kinh khủng, may mắn cùng bọn họ không phải địch nhân, nếu không, chỉ sợ có đến mà không có về. Liêu chiến sư, người rút cuộc đã tới. Còn không có tiến vào tiểu viện, Trác Thanh Phong liền nghe được tin tức, đi ra nghênh đón, chứng kiến Liêu Tùng, vẻ mặt kích động, bất quá, một lát sau liền phát hiện không đúng. Lúc trước tất cả chiến sư vinh váo tự đắc, lúc này từng cái phở phạc, như quả cả bị đánh xương. Các ngươi đây là thế nào? Nhìn không được hỏi. Nói cho ta biết Hồng Viễn học viện viện trưởng này, đến cùng xảy ra chuyện gì đi? Không có trả lời hắn, Liêu Tùng hỏi. Vừa rồi nghe nhiều nhất đúng là viện trưởng giảng bài, nhìn thấy đối phương, lập tức hỏi lên. Viện trưởng, tốt. Trác Thanh Phong trần trừ một chút, nói ra đầu đuôi gốc ngọn sự tình mình biết. Chỉ nói nửa canh giờ, chiến sư chúng ta liền không phải đối thủ. Nói đến chưa, lực lượng chân khí, chúng ta cũng thua kém. Liêu Tùng cùng tất cả chiến sư ở sau lưng, như nghe được chuyện tình ma quỷ, tóc gáy nổi lên, nội tâm vô cùng kinh hãi. Đúng vậy. Trác Thanh Phong cười khổ. Đúng rồi, bốn học sinh thân truyền của Trương viện trưởng đã ở trong viện, một lát nữa, khảo hạch thế nào, khả năng còn cần ngươi tới an bài. Bốn vị thân truyền. Thực lực như thế nào? Liêu Tùng hỏi. Đồng cấp bậc vô địch, ta không phải đối thủ. Trác Thanh Phong nói. Ngươi cũng không phải đối thủ. Liêu Tùng hoảng sợ, chần chừ một chút nói. Nếu quả thật cường đại như vậy, ta cảm thấy, không bằng để cho bọn họ xông Long Môn Trận. Long Môn Trận, đây là phương pháp chiến sư đường khảo hạch chiến tử, Liêu Sư là muốn. Bọn hắn khảo hạch chiến tử. Trác Thanh Phong lại càng hoảng sợ. Đúng vậy. Vị Trương viện trưởng này của Hồng Viễn học viện, tùy tiện giảng bài một hai canh giờ, có thể khiến đệ tử biến hóa như vậy, thân truyền của hắn. Có lẽ thật có thể thông qua khảo hạch chiến tử, một khi thành công. Chúng ta với tư cách người phát hiện, địa vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Liêu Tùng nói, cái này, Trác Thanh Phong trầm mặc. Đích xác, nếu như so sánh chiến sư đường là một gia tộc, chiến tử, chính là thiếu gia chủ. Nói cách khác, chỉ cần lớn lên, hoàn toàn có thể trở thành tồn tại đường chủ. Chỉ là, chiến tử là vô số chiến sư tha thiết ước mơ, mục tiêu vô số người phấn đấu, đáng tiếc, quá khó khăn. 300 năm qua, chiến sư đường một mực không có chiến tử, càng không có đường chủ. Sư đệ vị trương tử này, có thể thông qua khảo hạch sao? Coi như là Trác chiến sư, cùng hắn đối chiến qua,
cũng không có bất kỳ tự tin. Khảo hạch chiến tử, độ khó to lớn, sẽ cho người cảm thấy, căn bản không có khả năng thành công. Nếu như đệ tử của Trương viện trưởng này, thật có thể thông qua khảo hạch, trở thành chiến tử, với tư cách người phát hiện, chẳng khác nào khai quốc công thần, địa vị tất nhiên cao hơn, đạt được tài nguyên tốt hơn. Long môn trận chính thức, chúng ta cũng bày không ra, nhưng có thể làm bản giản lược, nếu bọn hắn có thể thông qua, thì có tư cách mang về tổng bộ, xin khảo hạch chính thức. Mặc kệ có thành công hay không, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Liêu Tùng nói, trở thành chiến tử, tự nhiên tốt nhất, coi như không thành công, có được thực lực khiêu chiến chiến tử, cũng nói thiên phú rất cao, chỉ cần đi vào chiến sư đường, địa vị nhất định còn cao hơn bọn hắn. Loại người này về sau nhất định sẽ trở thành chỗ dựa của bọn họ. Tốt, để bọn hắn xông long môn trận. Không có xoắn suýt bao lâu, Trác Thanh Phong nghiến răng. Ân. Liêu Tùng nhẹ gật đầu. Thương nghị xong, tất cả chiến sư đồng loạt đi đến trong nội viện. Vừa mới vào tiểu viện, liền thấy đám người Mi trưởng lão cùng Triệu trưởng lão ra đón, ngay sau đó là đám người Ô Thiên Khung, Ngũ Nhiên. Ba đại học viện vì quan sát lần khảo hạch này, mà không rời đi. Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Ngụy Như Yên cũng tới, từng cái đứng ở tại chỗ, như cây lao, sắc bén không gì sánh được. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là chiến sư Đường Thiên Phu trưởng, cũng là sư huynh của ta, Liêu Tùng, Liêu chiến sư. Đám người Trịnh Dương do hắn chịu trách nhiệm khảo hạch. Trác Thanh Phong giới thiệu nói. Gặp qua Liêu chiến sư. Mọi người đồng thời ôm quyền. Ân, mọi người không cần khách khí. Bốn vị này có lẽ chính là thân truyền của Trương viện trưởng, muốn tham gia khảo hạch tu luyện giả A. Cùng mọi người gật đầu ý bảo, Liêu Tùng nhìn về phía đám người Trịnh Dương. Gia sư Trương Huyền. Đám người Trịnh Dương đồng thời gật đầu. Quả nhiên khí độ bất phàm. Liêu chiến sư cười cười. Trên đường tới ta đã nghe Trác chiến sư nói rõ chi tiết, ta tính toán cho các ngươi tiến hành khảo hạch long môn trận. Long môn trận. Đám người Trịnh Dương nhìn nhau. Vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Đám người Ô Thiên Khung tựa hồ chưa từng nghe qua, có chút khó hiểu. Long môn trận, mượn ý tứ cá chép vượt long môn, chỉ cần có thể thông qua, sẽ lập tức hóa thân thành long, trở thành nhân vật phong vân toàn bộ chiến sư đường, thậm chí đại lục cũng phải tính đến. Liêu Tùng nói, chương 1787, long môn trận 1. Hóa thân thành long, nhân vật phong vân, tất cả mọi người nhíu mày. Tuy chiến sư đường cường đại, nhưng bọn hắn chỉ thuộc về phân bộ, một lần khảo hạch, liền muốn danh chấn toàn bộ đại lục, không khỏi quá nói ngoa rồi. Chư vị đừng không tin, muốn thông qua long môn trận không dễ dàng như vậy, rất nhiều chiến sư tuổi trẻ của chiến sư đường, 300 năm qua, không có một cái thành công. Bởi vậy có thể thấy được khó khăn, nếu quả thật có thể thông qua. Nhất định sẽ được tổng bộ trực tiếp thu đi, oanh động thiên hạ, chỉ là vấn đề thời gian. Thấy vẻ mặt của mọi người. Liêu Tùng biết rõ bọn hắn không tin, giải thích nói. 300 năm qua không có một cái thành công. Mọi người líu lưỡi. Chiến sư đường cường đại, bọn hắn thấu hiểu rất rõ, nhiều năm như vậy, không có một người thành công, không khỏi quá đáng sợ đi. Ngươi nói long môn trận này đến cùng sông như thế nào, có quy củ gì? Mi trưởng lão nhìn không được hỏi. Những người khác cũng đồng loạt nhìn lại. Đối phương nói khoa trương như vậy, long môn trận này. Tất nhiên vô cùng khó khăn, nếu không cũng không có khả năng khiến vô số chiến sư chùn bước. Rất đơn giản, long môn trận chia làm long vĩ, long bối cùng long đầu, mỗi một vị trí, đều có 3 tu luyện giả. Long vĩ 3 người, phân biệt cùng người xông cửa cấp bậc giống nhau, cao 1 tiểu cấp bậc, cao 2 tiểu cấp bậc. Liêu Tùng nói, 3 người, hơn nữa còn cấp bậc càng ngày càng cao. Mọi người nhíu mày. Sức chiến đấu của chiến sư liền mạnh mẽ. Có thể ở đồng cấp bậc chiến thắng cũng rất lợi hại, 3 người chung một chỗ tiến công, còn có tu vi cao 2 tiểu cấp bậc, 1 tiểu cấp bậc. Cái này đáng sợ. Trên long bối, đồng dạng 3 người, phân biệt so với người xông cửa cao 3, 4, 5 tiểu cấp bậc. Liêu Tùng giải thích, thật giống như Trịnh Dương này, tàm phong cảnh sơ kỳ, người trên long bối cao hơn hắn 3, 4, 5 tiểu cấp bậc, cũng chính là tàm phong cảnh đỉnh phong, bán thánh sơ kỳ cùng bán thánh trung kỳ. Cái này, da mặt mọi người co lại, ngay cả Trịnh Dương, nắm đấm cũng siết chặt. Cuối cùng là long đầu, cũng là 3 người, cấp bậc lại cao hơn, so với người xông cửa cao 6, 7, 8 tiểu cấp bậc, đồng dạng lấy Trịnh Dương làm thí dụ, theo thứ tự là bán thánh hậu kỳ, bán thánh đỉnh phong, cùng.
Tòng Thánh sơ kỳ. Muốn xông qua Long Môn trận, nhất định phải đánh bại 9 người này. Mà những người này, thấp nhất đều là Bách Phu trưởng, quan trọng nhất là bọn hắn liên thủ sức chiến đấu càng mạnh, thực lực như ta, ngay cả Long Vĩ cũng xông không qua. Liêu Tùng nói, nghe được quy tắc, tất cả mọi người trầm mặc. Nói thật, thật sự quá khó khăn. Chiến sư Đường Bách Phu trưởng, từng cái đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, một lần xuất hiện 3 cái, hơn nữa mỗi cái thực lực đều cao hơn người xông cửa. Quả thực không có khả năng thành công. Khó trách chiến sư Đường 300 năm qua, không có một cái nào thông qua, loại khảo hạch này, quả thực biến thái. Chỉ sợ coi như là thống lĩnh, cũng không thể thông qua. Thế nào, có muốn thử một lần hay không? Giải thích xong, Liêu Tùng ngẩng đầu nhìn đám người Trịnh Dương. Không có trực tiếp trả lời, mọi người cúi đầu trầm tư. Trác Thanh Phong chính là thực lực Bách Phu trưởng, Trịnh Dương giao thủ qua, biết rõ đáng sợ, liên tục chiến thắng 9 vị, thực lực tăng lên không nói, còn muốn liên thủ. Độ khó to lớn, có thể nói khủng bố. Thực không dám giấu giếm, ta nói Long Môn trận này, chỉ là vô cùng đơn giản hóa, Long Môn trận ở tổng bộ, lướt qua Long Đầu, còn cần khiêu chiến Long Châu. Trên vị trí Long Châu, có một vị cường giả thực lực cao hơn chờ đợi. Liêu Tùng nói, tổng bộ Long Môn trận càng khó, hắn đây chỉ là phiên bản vô cùng đơn giản hóa. Dù vậy, 300 năm qua, có thể thông qua loại phiên bản này, số lượng tuyệt đối không cao hơn 2 tay. Nói cách khác, chiến sư Đường 300 năm qua, rất nhiều thiên tài tuổi trẻ chung vào một chỗ, đều không có 10 người thông qua, bởi vậy có thể thấy được độ khó. Ta muốn thử một lần. Không có do dự quá lâu, Trịnh Dương nhìn lại, ánh mắt kiên định. Hắn muốn thử xem. Kỳ thật hắn biết rõ, theo đằng sau lão sư, trưởng thành nhanh nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, nhưng mà theo sau như vậy, chính là con ghẻ ký sinh của lão sư. Vì bọn hắn, lão sư quá mệt mỏi rồi. Từ võ giả tu luyện tới hóa phàm, liền hao tốn không biết bao nhiêu vật tư, tiêu hao không biết bao nhiêu linh thạch, một khi đến thánh vực, mỗi tăng lên một cấp bậc, sử dụng vật tư càng vô số, loại gánh nặng này khiến một mình hắn thừa nhận, làm đệ tử, thật sự là quá bất hiếu. Nhưng để cho bọn họ đi tìm, khó có thể tìm không nói, lão sư khẳng định cũng không muốn. Suy đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất, là tiến nhập chiến sư đường. Nơi đây chiến sư hội tụ. Có được vật tư tốt nhất của toàn bộ đại lục, chỉ cần trở thành một thành viên, sẽ không còn là vướng víu của lão sư, thậm chí về sau có thể vì lão sư phân ưu giải nạn. Dù lần khảo hạch này cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ khó khăn, vì lão sư, cũng phải đi làm. Giống như lão sư vì bọn hắn, cái gì cũng có thể buông tha. Thử một chút, tốt. Thấy hắn đồng ý, Liêu Tùng gật đầu cười, nhìn về phía đám người Vương Dĩnh. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng muốn thử một chút. Đám người Vương Dĩnh, từng cái ánh mắt kiên định. Trịnh Dương nghĩ, bọn hắn tự nhiên rõ, những năm này lão sư vì bọn hắn, đã trả giá nhiều lắm. Thật không nhẫn tâm, lại để hắn tiếp tục vì bọn họ vất vả. Trở thành chiến sư, xông ra một phiến thiên địa, có lẽ cũng là nguyện vọng của lão sư. Không có lão sư nào, muốn đệ tử lưu ở dưới cánh chim của mình, không cho nó dương cánh bay cao. Vậy chúng ta liền đi diễn võ đài đi. Chương 1788, Long Môn trận 2. Thấy nội dung khảo hạch xác định, đám người Trịnh Dương cũng đồng ý, Mi trưởng lão nói. Tốt, biết rõ nơi đây cũng không phải địa phương chiến đấu, mọi người đồng thời gật đầu, đi tới diễn võ đài. Lúc này diễn võ đài đã kín người hết chỗ, biết rõ lần này khảo hạch, so với lần trước càng thêm khó khăn, sáng sớm vô số đệ tử liền chiếm vị trí tốt, thậm chí không ít cường giả ở Hồng Viễn Thành cũng chuyên môn tới đây quan sát. Hơn nữa 3 ngày qua, không ít cường giả đế quốc ở xung quanh Hồng Viễn đế quốc cũng tới. Cả đám đều muốn mở mang kiến thức một chút, không phải danh sư, như thế nào khảo hạch chiến sư, lại muốn trải qua khảo nghiệm tàn khốc cỡ nào. Đám người Trịnh Dương đi tới qua, lập tức đưa tới vô số người hoan hô. Bọn hắn chính là đệ tử của Trương Viện Trưởng, thoạt nhìn rất trẻ tuổi a. Trương Viện Trưởng niên kỷ cũng không lớn nha. Mấy vị thân truyền của Trương Viện Trưởng bị học viện các ngươi mời tới làm khách khanh trưởng lão. Đúng vậy, bọn hắn lý giải võ kỹ, xuất thần nhập hóa. Dưới đài đều nghị luận. Không ít cường giả lần đầu tiên tới học viện, nghe được đám người Trịnh Dương, không ngờ là khách khanh trưởng lão của học viện, tất cả đều ngây người. Sức nặng của khách khanh trưởng lão, bọn hắn biết rất rõ ràng, thuê một cái ngay cả danh sư cũng không phải, hơn nữa chưa tới 18 tuổi đi làm.
nên mạnh bao nhiêu, mới có thể đạt được vinh hạnh đặc biệt như thế. Viện trưởng cùng học sinh của hắn, đều là truyền kỳ. Đúng vậy, xem một chút đi, có lẽ hôm nay, chúng ta có thể chứng kiến truyền kỳ ra đời. Nghe xong truyền thuyết của Trương Sư cùng tất cả đệ tử của hắn, mọi người trầm mặc xuống. Lão sư lợi hại, đệ tử cũng không chê vào đâu được, đây mới thực sự là dạy và học cùng tiến bộ, tình nghĩa thầy trò chính thức. Tốt rồi, Long Môn trận bắt đầu. An bài xong hết thảy, Liệu Tùng thét dài một tiếng, chín vị chiến sư bên người nhảy lên đài cao, chỗ đứng uốn lượn, giống như cự long vắt ngang dưới đất, tùy thời sẽ phá không bay lượn. Đùng đùng, một hồi giòn vang, chín vị chiến sư áp chế tu vi, từ tàm phong cảnh sơ kỳ, một đường cất cao, đạt đến tổng thánh. Tại hạ chiến sư Đường Thiên Phu trưởng Liêu Tùng, đặc biệt dùng Long Môn trận, khảo nghiệm chiến sư, mong được phê chuẩn. Thấy vị trí đứng vững, giảm thấp xuống tu vi, Liêu Tùng lấy ra một lệnh bài, bàn tay run lên, lơ lửng không trung, cao giọng hô lên. Ầm ầm, kèm theo lời của hắn, linh khí ở chung quanh lập tức hội tụ, một cỗ lực lượng khổng lồ lan tràn tới. Đây là khí tức tổng bộ của chiến sư Đường. Long Môn trận này, rút cuộc là cái gì? Cần xin tổng bộ đồng ý. Không biết, này giống như danh sư sinh tử chiến, cần câu thông tổng bộ mới có thể thực hiện, xem ra. Cái này tuyệt không phải khảo hạch bình thường. Đúng vậy, để tổng bộ giám sát, mới có thể tiến hành, nói rõ bọn hắn không có quyền lợi khảo hạch, thậm chí khảo hạch cũng không được thừa nhận. Mọi người dưới đài, không biết ý tứ của Long Môn trận, nhưng chứng kiến Liêu Tùng cần câu thông tổng bộ, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Bất kỳ một chức nghiệp nào, chỉ cần câu thông tổng bộ, đều cần tiêu phí trả giá thật lớn, một cái khảo hạch liền muốn làm như vậy, nên khó bao nhiêu. Rầm rầm. Trong lúc mọi người khiếp sợ, linh khí trên bầu trời chiếu xạ ở trên mặt đất, tựa như bố trí một trận pháp kỳ quái, che giấu chín người chia làm ba bộ phận, lộ ở bên ngoài, giống như một long vĩ, nhẹ nhàng chặn lại, co rúm phong vân, làm cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là trận pháp gia trì. Ra mặt đám người Ô Thiên Khung co lại. Ba người ở Long Vĩ, thực lực bản thân mạnh mẽ thì thôi, còn có trận pháp gia trì, cái này còn đánh thế nào? Đừng nói thực lực thấp hơn bọn hắn, coi như là một bán thánh đi lên, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Trịnh Dương, cẩn thận. Vương Dĩnh cũng nhăn mày lại. Yên tâm đi. Hít sâu một hơi, Trịnh Dương nhẹ gật đầu, nhấc chân nhảy lên đài cao, nhẹ nhàng cười cười, thanh âm vang lên. Trương Huyền Trương Sư, học sinh thân truyền Trịnh Dương, sông Long Môn trận. Ầm ầm, lời nói chấm dứt, một đạo hào quang bao phủ, tựa hồ xác nhận thân phận cùng thực lực. Rất nhanh, xác nhận hoàn tất, bầu trời hiện ra hai chữ to phê chuẩn. Giống sinh tử đấu như đúc. Nói cách khác, hiện tại khiêu chiến của hắn, tiếp nhận tổng bộ của chiến sư Đường giám sát. Tốt rồi, có thể bắt đầu. Thấy tổng bộ xác nhận, Liêu Tùng nhẹ nhàng thở ra, phân phó một tiếng. Ân, Trịnh Dương nhẹ gật đầu. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cây trường thương. Trường thương nơi tay, khí tức cả người lập tức thay đổi, như rồng như hổ, chân khí toàn thân kích động, đầu gương cao, giống như một bất bại chiến thần. Thật mạnh! Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả chiến sư vốn không thèm để ý, từng cái thần sắc ngưng trọng. Tuy tu vi của đối phương chỉ là tàm phong cảnh sơ kỳ, nhưng làm cho người ta có, cường đại đến cực điểm, ngay cả bán thánh cũng khó chống lại. Đến đi! Khí tức trên thân tích góp tới cực điểm, thét dài một tiếng, thân thể Trịnh Dương nhoáng một cái, đã đi vào trước mặt ba người ở Long Vĩ, trường thương hóa thành quang điểm, thẳng tắp đâm tới. Ầm ầm, thương mang kích động, sóng khí cuồn cuộn, toàn bộ diễn võ đài tựa hồ ẩn chứa lôi điện, nổ tung. Chương 1789, các học sinh của Trương lão sư thượng. 1. Muốn xông qua, không dễ dàng như vậy. Ba vị chiến sư thủ hộ Long Vĩ thấy thương mang của hắn như điện, đồng thời kêu rên, riêng phần mình lấy ra binh khí, ba đạo chân khí dung hợp, phối hợp trận pháp, Long Vĩ cực lớn co rúm, phạm vi hơn 10 dặm linh khí, như bỗng chốc bị rút khô, không khí có chút thắt chặt. Hừ, sớm biết chiêu số của đối phương, Trịnh Dương nhướng mày, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, lâm vào sâu ba tấc, cả người vững như bàn thạch, trường thương mãnh liệt nhảy lên. Ầm, thương cùng Long Vĩ va chạm nhau, va chạm sinh ra sóng khí. Kích động ra phía ngoài, một vòng lại một vòng, như tảng đá rơi vào mặt hồ, từng tầng rung động nhộn nhạo, thổi chúng mọi người phía dưới, từng cái đầu tóc dựng thẳng lên. Cút ra! Con mắt trợn tròn, Trịnh Dương hô lớn,
trường thương tiếp tục lan tràn ra trước. Ầm ầm, lực lượng cực lớn, lập tức chống Long Vĩ lên, cứng rắn đâm vào không trung. Một chiêu trấn tam sư. Phốc, 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 cự Long bị chống, ba vị chiến sư phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau một bước, lần nữa nhìn về phía thiếu niên đối diện, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nghe nói chắc chiến sư không phải đối thủ, Trịnh Dương này cũng dám tiếp nhận Long Môn trận, liền đoán ra khả năng không phải đối thủ, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương lấy man lực công kích, mạnh mẽ va chạm, cứng rắn đánh Long Vĩ rơi trên mặt đất. Mấu chốt nhất là, lúc này mới chiêu thứ nhất. Ba người bọn họ liền bị thương, đằng sau còn đánh thế nào? Long Môn trận, tổng bộ của chiến sư Đường tự mình giám sát và điều khiển, không cách nào ăn gian, tuy hắn phá hủy Long Vĩ, muốn thông qua, còn cần chiến thắng chúng ta. Một vị chiến sư quát. Đánh rơi cự Long thì như thế nào? Ba người bọn họ cũng chỉ bị thương nhẹ, ba đại bách phu trưởng liên thủ, chưa hẳn không thể ngăn ở bên ngoài. Tốt! Một cái trong đó cũng nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, liền thấy chiến sư thực lực yếu nhất trong ba người, cùng đối phương cấp bậc giống nhau, đã bị một thương đâm thủng bả vai, nằm trên mặt đất. Nhanh như vậy! Đồng tử co rụt lại, cực kỳ hoảng sợ. Hai người mới nói một cột, liền đâm một cái không còn sức chiến đấu, nếu nói hai câu, chẳng phải không còn một mống. Hừ, không hổ là chiến sư, kinh nghiệm chiến trường vô số, tuy khiếp sợ, lại không có bối rối chút nào, đồng thời gào thét, hai người đồng loạt ra tay. Phối hợp của bọn hắn không chê vào đâu được, một cái tiến công một cái phòng ngự, hai người bốn tay, chỉ cần đối diện công kích xử lý không thỏa đáng, tất nhiên đụng phải công kích khó có thể tưởng tượng. Trịnh Dương không khẩn trương, trường thương trong tay tiếp tục giơ lên, nhảy về phía trước. Dầm ào ào, thương còn chưa tới trước mặt. Liền dốc sức liều mạng thôn vệ linh khí chung quanh, giống như muốn biến thành một cự Long. Bành! Mũi thương đâm vào trên binh khí của chiến sư chịu trách nhiệm phòng ngự, thanh âm đinh đinh đang đang liên tiếp, vị chiến sư này chỉ cảm thấy bàn tay mềm nhũn, hổ khẩu vẩy ra máu tươi. Lực lượng của đối phương, không chỉ tập trung, càng vận chuyển nhanh, tựa hồ vô cùng vô tận, tuy phòng ngự của hắn mạnh, nhưng như trước không đỡ được. Đâm rơi binh khí của đối phương, Trịnh Dương cũng không tiếp tục. Không phải là không muốn, mà là chiến sư chịu trách nhiệm tiến công đã đi tới trước mắt. Đi! Cũng không tránh né, Trịnh Dương trước đâm trường thương, đột nhiên biến hướng quất ra. Bành! Đánh trúng bên hông vị chiến sư này, người sau ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng, đã bị đánh bay, người ở trên không trung máu tươi điên cuồng phun, từ trên đài cao bay xuống. O-O-N-G! Sau khi đánh bay ra hỏa kia, mũi thương của Trịnh Dương run lên. Rơi vào trên cổ họng chiến sư chịu trách nhiệm phòng ngự. Chúng ta, thua. Cảm nhận được mũi thương mang đến sát khí băng lãnh, vị chiến sư này mặt xám như cho. Ba người bọn họ canh giữ ở Long Vĩ, đối phương trước tiên đâm thủng một cái yếu nhất, mất đi sức chiến đấu, sau đó lại lấy tiến công hắn hấp dẫn chú ý, thay đâm thành quét. Liền phá giải liên thủ, trọng thương hai người. Hiện tại coi như là muốn phản kháng, cũng không có biện pháp. Như vậy liền thua. Trịnh Dương này chỉ dùng ba chiêu. Đúng vậy, ba chiêu liền đánh bại Long Vĩ. Thật đáng sợ. Mặc dù chỉ ba chiêu, nhưng các ngươi nhìn thấy chưa, hắn từ đâm đổi quét, chính giữa không có dừng lại chút nào. Chân khí trong người chảy xuôi, sẽ phát sinh va chạm kịch liệt, thân thể nên mạnh bao nhiêu, mới có thể chịu đựng được, không có vấn đề chút nào. Cái này thuộc về cưỡng ép biến chiêu, rất dễ dàng xuất hiện nội thương, hắn chẳng những không có vấn đề, còn lực lượng 10 phần. Nói rõ không chỉ thân thể mạnh mẽ, kinh mạch trong cơ thể cũng cực kỳ bền dẻo, chân khí tinh thuần. Ba loại, thiếu một thứ cũng không được. Ân, đổi lại ta mà nói, đừng nói đối diện có đối thủ, coi như là địa phương không ai, bản thân tu luyện cũng có thể trọng thương. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi chiêu đó của Trịnh Dương thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế lại đối với thân thể, chân khí, kinh mạch, phản ứng. Yêu cầu đạt đến tình trạng nghe rợn cả người, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần có một chút xảy ra vấn đề, liền vô cùng có khả năng không phải hắn chiến thắng, mà là bản thân bị trọng thương, bị đánh bại ngay tại chỗ. Chương 1790, các học sinh của Trương lão sư thượng. 2. Có thể nắm chắc thời gian điểm tinh diệu như thế, lấy tiêu hao ít nhất, thời gian ngắn nhất đánh bại ba người, đánh tan Long Vĩ, Trịnh Dương này không chỉ lực lượng mạnh. Lý giải đối với chiến đấu, cũng đạt tới trình độ làm cho người ta khó có thể tin. Bọn hắn thua không oan.
thân thể Liêu Tùng cứng ngắc. Lúc trước còn cảm thấy, Trịnh Dương muốn xông qua Long Môn trận, hy vọng không lớn, chứng kiến thế mới biết, thiếu niên chỉ có 16, 17 tuổi kia, có lẽ thật có thể hoàn thành hành động vĩ đại mà 300 năm qua, chiến sư Đường không ai có thể hoàn thành. Ba người này là thuộc hạ của hắn, sức chiến đấu cùng phối hợp hắn biết rất rõ, tăng thêm Long Môn trận, ngay cả ba chiêu cũng tiếp không được, Trịnh Dương đáng sợ, dưới đồng cấp bậc, coi như là hắn, ba cái chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng khó chống lại. Vù vù. Dưới đài khiếp sợ, Trịnh Dương ở trên bục phun ra một ngụm chọc khí, nhìn thoáng qua phía trước, bước về phía Long Bối. Những người khác xem ra, hắn thắng vô cùng đơn giản, trên thực tế chỉ có hắn biết rõ độ khó. Nếu không phải lão sư giảng giải sớm đã sáp nhập vào cốt tủy, muốn đánh bại đối phương nhanh như vậy, là căn bản không thể nào. Dù vậy, như trước cảm thấy ngực có chút khó chịu, kinh mạch trong cơ thể đau đớn tựa như tê liệt. Vừa rồi bạo lực công kích khiến hắn chịu một ít vết thương nhẹ, bất quá, không nghiêm trọng lắm. Một bên đi về phía trước một bên dựa theo phương pháp trị liệu lão sư dạy, sau vài chục bước, ngực đã thư thái rất nhiều, thực lực hoàn toàn khôi phục. Hắn tu luyện mặc dù chỉ là thiên đạo công pháp bản rút gọn, nhưng cũng có bộ phận đặc hiệu của thiên đạo công pháp, khôi phục thương thế cùng thể lực so với chân khí khác càng thêm hữu hiệu, càng thêm mau lẹ. Tiếp tục đi. Lực lượng khôi phục, nhẹ nhàng cười cười, trường thương trong tay Trịnh Dương lần nữa chỉ về phía trước, thẳng tắp trùng kích tới ba người ở Long Bối. Ba người ở Long Bối, thực lực thấp nhất cũng đạt đến tàm phong cảnh đỉnh phong, càng có hai vị bán thánh, độ khó so với vừa rồi lớn không chỉ một lần. Lần này hắn lựa chọn trước tiên xuất kích, dưới chân nhoáng một cái, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt ba người, trường thương run lên, thẳng tắp đâm ra. Sư tỷ, người truyền thân pháp cho hắn. Chứng kiến tốc độ của hắn, Lưu Dương ở một bên nhìn không được nhìn lại. Ân. Vương Dĩnh gật đầu. Tuy lão sư chỉ truyền thân pháp cho nàng, nhưng giữa sư tỷ đệ, thường xuyên trao đổi, đối phương truyền thụ một ít thương ý của mình, nàng cũng dốc túi truyền thụ thân pháp. Đáng tiếc thiên phú của Trịnh Dương ở trên thân pháp không bằng nàng, dù như vậy, sau khi tu luyện qua, thân pháp cũng trở nên cực nhanh, để những người này không kịp phản ứng, vẫn có thể làm được. Trên đài, thương pháp của Trịnh Dương run run, phong bế hai vị chiến sư trong đó công kích, một chiến sư khác, từ phía sau công kích đến. Lúc này, thương của hắn không có biện pháp rút về, dưới tình thế cấp bách, một quyền nện về phía sau. Bành! Nắm đấm cùng binh khí của đối phương đụng chung một chỗ, người sau sắc mặt trắng nhợt, lui về 7-8 bước. Người cũng truyền quyền pháp cho hắn. Chứng kiến cái này, Vương Dĩnh nhẹ nhàng cười cười. Vâng. Lưu Dương gật đầu. Hắn học tập quyền pháp, cũng truyền cho Trịnh Dương, nói cách khác, lúc này người sau, quyền pháp, thân pháp, thối pháp, thương pháp không gì không giỏi, không có một chỗ thiếu sót. Ba người này, muốn thắng được Trịnh Dương, chỉ sợ rất khó. Khóe miệng Vương Dĩnh giơ lên. Lão sư truyền thụ cho võ kỹ, mạnh bao nhiêu, các nàng tự mình tu luyện, biết rất rõ ràng. Người khác học một chiêu, có thể hành tẩu thiên hạ, đồng cấp bậc bất bại, giờ phút này Trịnh Dương biết tất cả kỹ xảo, càng nghiên cứu võ kỹ đến tận xương tủy. Ba người ở trên đài, coi như cấp bậc cao hơn hắn, càng có cường giả bán thánh, nhưng muốn thắng được, khẳng định không dễ dàng như vậy. Hai người ở phía dưới cảm khái, ở trên bục. Thương phong của Trịnh Dương gào thét, quyền pháp cương mãnh, thân pháp càng giống như quỷ mị, làm cho người ta thấy không rõ lắm. Ba vị chiến sư cùng chiến đấu, mồ hôi trên đầu càng ngày càng nhiều, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Một vị chiến sư nhìn không được giống lên. Bọn họ đều là tu vi cao đè thấp thực lực, ánh mắt cùng kiến thức so với bán thánh bình thường càng thêm lợi hại, lúc này dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Ba người liên thủ lại một chút tiện nghi cũng chiếm không được, thậm chí hơi không cẩn thận, còn sẽ bị một thương đâm thủng, cảm giác áp bách cường đại để bọn hắn sắp hỏng mất. Vị thiếu niên trước mắt này, tuổi không lớn lắm, nhục thân, chân khí, nhãn lực, lý giải võ kỹ, so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu, không có chút lỗ thủng nào. Dùng ra tuyệt chiêu đi. Gào thét một tiếng, một vị chiến sư khác vung binh khí trong tay, gào thét mà ra. Chân khí hùng hậu ở trên không trung hình thành một màn sân khấu thật lớn, như sóng lớn lật tung, bao phủ Trịnh Dương ở bên trong. Một vị khác chứng kiến hắn sử dụng toàn lực, cũng không cam chịu rớt lại phía sau, binh khí trong lòng bàn tay đâm nhanh ra, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, hào quang binh khí lóe ra ánh sáng màu lam chói mắt, tựa như đâm trời ra lỗ một thùng, thẳng tắp bay về phía Trịnh Dương. Còn có ta,
vị chiến sư thứ ba tay cầm cự chùy rơi đập, trên đài cao như xuất hiện một nắp nồi thật lớn, bao phủ khắp nơi, làm cho người ta nghe không được cũng nhìn không thấy. Ba người liên thủ, có công, có phòng, có khống chế, Trịnh Dương lập tức lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Nguy rồi, bọn hắn đều phát huy lực lượng lớn nhất của từng cấp bậc có thể thi triển, chỉ sợ Trịnh Dương kiên trì không nổi. Sắc mặt đám người Mi trưởng lão trắng nhợt. Đổi lại bọn hắn khả năng ngay cả một chiêu cũng kiên trì không được, thiếu niên này chỉ có 16, 17 tuổi, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Chỉ là, hiện tại tình thế nguy hiểm này, còn có thể tiếp tục nữa sao? Trái tim của tất cả mọi người bay tới cổ họng. Chương 1791, các học sinh của Trương lão sư Trung. 1. Hừ. Chứng kiến công kích lượn ở chung quanh, Trịnh Dương cũng không có bối rối, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, mắt sáng rực lên. Tới thật đúng lúc, thấp giọng hô một tiếng, không để ý đến bất luận công kích gì của đối phương, ngược lại thẳng tắp nhảy tới không trung. Đây là muốn làm gì? Người ở trên không trung, lỗ thủng càng lớn, sẽ chỉ thua nhanh hơn. Gặp phải công kích, tránh cũng không thể tránh, sẽ lâm vào cục diện càng thêm bị động, đây là muốn nhận thua sao? Làm như vậy tuy có thể tạm thời tránh né tiến công, lại làm cho bản thân lâm vào tình thế nguy hiểm mới, là chiêu số thất bại nhất rồi. Dưới đài xôn xao, vừa rồi Trịnh Dương này, vô luận chiêu số hay ý thức chiến đấu, đều làm người kinh diễm, thế nào thời điểm mấu chốt nhất, lại xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Tam phong cảnh là không thể phi hành, thành thành thật thật ở trên mặt đất, còn có khả năng chiến thắng, bay đến không trung chẳng khác nào thành mục tiêu công kích cho người khác, một khi tiến công liên tiếp không ngừng, còn nghĩ trốn tránh cũng không kịp rồi. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Trịnh Dương người ở trên không trung, di động vài mét, trong nháy mắt liền tránh khỏi toàn bộ công kích ở phía dưới, sau một khắc, bàn chân đạp trên hư không, lăng không lơ lửng, biến thành một tư thế đầu dưới chân trên, mũi thương đâm xuống. Hắn đây là phi hành. Tại sao tàm phong cảnh có thể bay? Tất cả mọi người ngây người. Chỉ có tu vi đột phá bán thánh, mở ra không huyệt, tu luyện giả mới có cơ hội bay đến bầu trời. Thiếu niên trước mắt này, chỉ là hóa phàm cửu trọng tàm phong cảnh, làm sao có thể ở trên không trung tùy ý bay lượn, mà không rơi xuống. Xem ra lão sư cũng truyền thụ cho hắn hồng trần đạp thiên bộ. Vương Dĩnh cười cười. Lão sư mới tiến nhập hóa phàm, có thể tùy ý phi hành ở trên không trung, chính là tu luyện chiêu này, hiện tại Trịnh Dương cũng phi hành, rõ ràng lấy được chân truyền. Trịnh Dương rất thông minh, dựa theo tình huống bình thường, ba người này thi triển ra tuyệt chiêu, hắn là không cách nào chiến thắng. Cố ý lộ ra kẽ hở, khiến tất cả mọi người công kích tập trung lại, mà hắn lại mượn nhờ tư duy theo quán tính không thể phi hành của mọi người, một lần hành động đi vào không trung, không chỉ hóa giải tình thế nguy hiểm, còn chuyển hóa bị động thành chủ động, ba người kia xong. Lưu Dương nói, người bình thường đều cho rằng tàm phong cảnh không thể phi hành, căn bản không có phòng ngự không trung, cái này cho Trịnh Dương cơ hội rất lớn. Lời còn chưa dứt, liền thấy trường thương chống không, hóa thành vạn điểm hào quang bắn xuống, bao phủ ba vị chiến sư ở bên trong. Bành, bành, bành. Lực lượng kích xạ bốn phía, sắc mặt ba vị chiến sư trắng nhợt, đồng thời bay ngược ra, thậm chí có hai cái trực tiếp té ra lôi đài. Ngại ngùng, ta thắng. Cầm chặt trường thương, đứng ở trên đài, Trịnh Dương nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía, một cỗ khí thế ngạo nghễ tự nhiên sinh ra. Long bối khảo hạch làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn không có hy vọng, cũng thuận lợi thông qua. Thông qua cửa ải này, Trịnh Dương cũng không có sốt ruột đi về phía trước, mà khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một viên đan dược khôi phục thể lực, khôi phục chân khí hao tổn. Chứng kiến cử động của hắn, bốn phía đều giảm thấp xuống thanh âm, sợ quấy rầy hắn tu luyện. Liêu Tùng ở dưới đài càng siết chặt nắm đấm, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Thông qua Long Vĩ cùng Long Bối đã nói rõ thực lực, tiến nhập chiến sư đường, huấn luyện thật tốt, một khi thực lực đạt tới, ít nhất đều là cấp bậc thống lĩnh. Cường giả loại này bị bản thân phát hiện, chỗ tốt không thể nghi ngờ. Có thể nói coi như không có thông qua long thủ, cũng kiếm lợi lớn. Nghỉ ngơi tiếp cận nửa canh giờ, lúc này Trịnh Dương mới đứng dậy, giờ phút này lực lượng trong cơ thể giống như gió bão quét sạch, phát ra lôi âm trầm lắng. Mỗi tiến về phía trước một bước, khí thế trên người liền tăng cường một phần, đi đến bước thứ 8, đột nhiên nổ vang, tu vi tàm phong cảnh sơ kỳ đột phá, đạt đến trung kỳ. Đây là lâm chiến đột phá. Ô Thiên Khung ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía Liêu Tùng cách đó không xa.
người canh giữ ở cửa thứ ba cũng sẽ tương ứng tăng lên thực lực sao? Long môn trận long vĩ, long bối, long thủ dựa theo thực lực người xông cửa tiến hành xếp đặt, hiện tại đột phá, cửa khẩu đằng sau có thể cũng căn cứ tình huống thực tế, tiếp tục tăng lên độ khó hay không? Không biết, khảo hạch chỉ có một canh giờ, thời điểm chiến đấu tạm thời đột phá, thuộc về ứng biến, đằng sau sẽ không sửa đổi. Liêu Tùng nói, khảo hạch chiến tử, công bằng công chính, có thể ở thời điểm chiến đấu đột phá, là bản lãnh của ngươi, coi như đằng sau chênh lệch giảm bớt, cũng không có khả năng tạm thời sửa đổi. Dù sao, lâm trận đột phá, một tiểu cấp bậc mà thôi, không ảnh hưởng chút nào, cũng không thể, trực tiếp đột phá một đại cấp bậc đi. Đang khi hai người nói chuyện, Trịnh Dương ở trên bục tiếp tục đi thẳng về phía trước, sau ba bước, tu vi vừa mới tấn thăng đến tàm phong cảnh trung kỳ đã triệt để củng cố. Tiếp tục đi về phía trước, chân khí trong cơ thể sôi trào như sấm, giống như vừa rồi, khí tức tiếp tục kéo lên. Ầm ầm. Sau bước thứ 8, như lần nữa phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt đến tàm phong cảnh hậu kỳ. Cái này, tất cả mọi người ở dưới đài đều nhíu mày, gặp qua đột phá nhanh, nhưng chưa thấy qua nhanh như vậy. Đi tầm 10 bước, tu vi đã đột phá 2 cấp, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Chương 1792, các học sinh của Trương lão sư Trung. 2. Bất quá Trịnh Dương tựa hồ còn không có đình chỉ, tiếp tục đi tới, lực lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngớt. Chờ đi vào vị trí long thủ, đã đạt đến tàm phong cảnh đỉnh phong. Mấy ngày nay, Trịnh Dương một mực xúc tích lực lượng, áp chế tu vi không đột phá, rốt cuộc làm được góp ít thành nhiều. Vương Dĩnh nở nụ cười. Sau khi có tin tức muốn khảo hạch chiến sư, vị sư đệ này một mực nỗ lực tu luyện, lại áp chế tu vi, không đi đột phá, mục đích đúng là vì hiện tại, một lần hành động chạy nước rút cảnh giới cao hơn, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đương nhiên, có thể làm được điểm ấy, cũng là lão sư truyền thụ công pháp thần kỳ, đổi lại người khác, có thể tấn cấp một tiểu cấp bậc, coi như rất lợi hại, một hơi tăng lên 3 cấp, quả thực chính là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Chiêu này của hắn rất chính xác, lúc trước cùng long thủ chênh lệch còn rất lớn, hiện tại không ngừng thu nhỏ, nếu như ta xông cửa mà nói, cũng có thể dùng một chút. Lưu Dương cười nói. Hai người nói chuyện với nhau, ở trên bục, Trịnh Dương cũng không có sốt ruột tiến công, mà cổ tay khẽ đảo, để một trái cây màu đỏ thắm vào trong miệng. Đây là, xích huỳnh quả. Dưới đài Ngô Hư cùng Lộc Thành nhận ra, khóe miệng kìm lòng không được co lại. Lúc trước bọn hắn đi sơn cốc kia, chính là vì tìm thứ này, kết quả tay không mà về, một mực suy đoán có phải Trương Huyền lấy đi trái cây hay không, hiện tại xem ra đúng là như thế. Vật này là lợi khí đột phá bán thánh, gia hỏa ở trên đài sẽ không ở sau khi liên tục tăng lên 3 tiểu cấp bậc. Còn muốn trực tiếp trùng kích bán thánh chứ? Bán thánh cùng tàm phong cảnh chênh lệch rất lớn, một khi thành công, thực lực tất nhiên có bay vọt về chất, đến lúc đó xông qua long thủ, có thể dễ như trở bàn tay rồi. Qua sông không vượt giữa dòng. Không chỉ hắn nhìn ra vấn đề này, Liêu Tùng cũng nhìn ra, nhịn không được hét lớn. Oanh long long. Ba vị chiến sư ở trên long thủ, nghe được tiếng la, tất cả đều nhướng mày, giơ lên binh khí trong tay, đồng loạt công kích đến. Dù sao đối phương đã đi tới phạm vi chiến đấu, làm như vậy cũng không tính trái lệ. Hắc hắc, vừa vặn không cách nào tiêu hóa cỗ lực lượng này, liền lấy các ngươi tới luyện thương đi. Nhướng mày, trường thương của Trịnh Dương tiến lên đón. Xích huỳnh quả là bảo vật đột phá bán thánh, đơn độc luyện hóa mà nói khả năng cần ít nhất 1-2 canh giờ. Nhưng có đối phương công kích áp lực bức bách, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Ban đầu ở Vạn Quốc Liên Minh, Trương Huyền hay dùng loại phương pháp này, từ hóa phàm tứ trọng chọc thanh cảnh cấp tốc tăng lên. Giờ phút này, muốn bình thường thắng được Long Vĩ, hầu như không có khả năng, mượn nhờ xích huỳnh quả, khả năng tuyệt đối sẽ gia tăng gấp bội. Quả nhiên, kèm theo Trịnh Dương cùng bọn họ giao thủ thời gian càng dài, lực lượng trong cơ thể lại càng cường đại càng bành trướng. Thật giống như cả người hắn là động cơ không biết mệt mỏi. Không chỉ như thế, cỗ lực lượng này vẫn còn liên tục chuyển hóa tới bán thánh, liên tục chiến đấu hơn 100 chiêu, trong cơ thể nổ vang kịch liệt, thực lực cả người như cá chép vượt long môn, đã xảy ra bay vọt về chất. Bán thánh, đến. Tu vi đạt tới bán thánh, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần, lúc trước, ba vị long thủ đã rất khó chiến thắng, giờ phút này làm sao có thể ngăn cản. Sau 10 chiêu, ba người đã bị trường thương cứng rắn quét xuống lôi đài. Long môn trận, thông qua. Cái này, thực thành công. Kích động siết chặt nắm đấm, cho dù tận mắt nhìn thấy,
nhưng đến bây giờ Liêu Tùng cũng có chút không dám tin tưởng. Sự tình vô số thiên tài của chiến sư đường đều làm không được, thiếu niên 16, 17 tuổi ngay cả danh sư cũng không phải, làm được dễ dàng. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thông qua tổng bộ ý niệm ở trên bầu trời chịu trách nhiệm giám sát, lưu lại hai chữ, sau đó chậm rãi thối lui, nói cách khác, lần khảo hạch này lấy được tổng bộ của chiến sư đường nhận thức. Về sau Trịnh Dương lại đi tổng bộ, chỉ cần khảo hạch vị trí Long Châu là được, ba cửa ải trước, đã không cần thiết lặp lại khảo nghiệm. Tuy đây không phải Long Môn trận hoàn chỉnh, nhưng mà 300 năm qua có thể thông qua cũng không cao hơn 10 vị. Nói rõ một ít, giờ phút này Trịnh Dương đã trở thành chiến tử hậu tuyển rồi. Ta thành công. Trịnh Dương siết chặt nắm đấm, trong mắt chảy ra nước mắt. Hắn chỉ là thiếu niên đối với thương pháp tương đối nhiệt tâm, coi như hơi có chút thiên phú, nếu như không phải gặp được lão sư, khả năng về sau nhiều nhất là ở Thiên Huyền Vương quốc làm một huấn luyện viên thương pháp, tu vi bất quá thông huyền, tuổi thọ chỉ khoảng 100 năm, tầm thường vô vi, 100 năm sau hóa thành bụi bặm, dấu vết mảy may cũng sẽ không lưu lại. Là lão sư cải biến vận mệnh của hắn, cho hắn nhân sinh thứ hai. Là lão sư để hắn đi tới tình trạng hôm nay, tu vi đột phá cảnh giới trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Là lão sư cho hắn tự tin, cho mục tiêu nhân sinh, cho hắn biết vì cái gì mà phấn đấu. Lão sư yên tâm đi, ta nhất định sẽ càng chạy càng xa, ở chiến sư đường, xông ra thanh danh, sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Nắm đấm siết chặt, trong lòng Trịnh Dương âm thầm thề. Tốt rồi, Trịnh Dương, khảo hạch thông qua, các ngươi còn muốn tiếp tục khảo hạch không? Trịnh Dương đi xuống lôi đài, Liêu Tùng quay đầu nhìn về phía đám người Vương Dĩnh. Đương nhiên, Vương Dĩnh cười cười, coi như không trở thành chiến sư, cũng muốn chứng minh thực lực của mình, vì lão sư Dương danh. Sư tỷ, sư huynh, nếu không để cho ta tới trước thử xem, ta nhập môn trễ nhất, nếu như ta có thể thông qua, các ngươi khẳng định cũng được. Vương Dĩnh đang muốn nhảy lên đài cao, liền nghe được một thanh âm hơi nhu nhược vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy ánh mắt của Ngụy Như Yên tản ra hào quang cực nóng. Chương 1793, các học sinh của Trương lão sư hạ. 1. Ngươi. Vương Dĩnh nhíu mày. Tuy đều là học sinh thân truyền của lão sư, nhưng Ngụy Như Yên này mới nhập môn 2 tháng, lấy được chỉ điểm rất ít. Khảo hạch chiến sư bình thường có lẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng nghĩ xông Long Môn trận mà nói, hầu như không có khả năng. Dù sao coi như là Trịnh Dương cũng dùng một chút tâm cơ, hao tốn vô số tâm huyết mới thành công. Nếu như cuối cùng không phải áp chế thực lực, thời điểm chiến đấu đột phá, muốn xông qua Long Thủ, là hầu như không thể nào. Tuy đi theo lão sư học nghệ thời gian rất ngắn, nhưng ta cũng muốn thử xem. Ánh mắt kiên định, Ngụy Như Yên tựa hồ không phải ý tưởng tạm thời, mà là đã sớm có quyết định. Vậy được rồi, gặp phải nguy hiểm, liền lập tức nhận thua. Thấy thái độ của nàng kiên định, Vương Dĩnh nhẹ gật đầu. Đa tạ sư tỷ. Ngụy Như Yên lên tiếng, thân thể mềm mại dướn ra, bay lên đài cao. Vị này là người nào? Cũng là học sinh thân truyền của viện trưởng sao? Nhìn nàng lên đài, tất cả thầy trò dưới đài đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương đều ở học viện đảm nhiệm dạy học, làm khách khanh trưởng lão, mọi người có thể nhận thức, không coi vào đâu, mà vị này, chưa bao giờ xuất hiện qua, hơn nữa nhìn dung mạo, hình thể gầy yếu như thế, thật có thể chiến đấu. Nghe nói là học sinh hơn 2 tháng trước viện trưởng mới thu. Mới thu 2 tháng, ngắn như vậy. Đúng vậy. Trong đám người có hiểu rõ tình hình, truyền ra tin tức. Nghe được mới thu 2 tháng, liền muốn khiêu chiến chiến sư, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Hơn 2 tháng này, viện trưởng một mực khảo hạch danh sư lục tinh, mấy ngày hôm trước mới vừa về. Coi như có lên lớp, cũng không nhiều thật có thể thông qua khảo hạch khó khăn như thế. Mọi người đều thấy được, lần khảo hạch này so với chiến sư đại tái trước kia, khó khăn ít nhất gấp 10 lần. Thực lực của ngươi là tàm phong cảnh đỉnh phong, thực lực tu luyện giả đối ứng, từ tàm phong cảnh đỉnh phong một đường tăng lên, đạt tới tổng thánh đỉnh phong. Kiểm tra đo lường tu vi của Ngụy Như Yên một chút, Liêu Tùng nói. Vừa rồi mọi người chịu trách nhiệm khảo thí, mặc dù có một cái bị Trịnh Dương đâm thủng, nhưng còn có người thay thế, lấy ra 9 người vẫn có thể làm được. Về phần người khác, đều là vết thương nhẹ, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, tiếp tục khảo hạch, vấn đề không lớn. Tốt, Ngụy Như Yên gật đầu. Nếu như không tính Trịnh Dương lâm trận đột phá, thực lực của nàng, ở trong mấy vị thân truyền của Trương Huyền, coi như là mạnh nhất,
sớm đã đạt đến tàm phong cảnh đỉnh phong, cách bán thánh chỉ kém một cước. Bắt đầu đi. Sau nửa canh giờ, Long Môn trận lần nữa chuẩn bị hoàn tất, Liêu Tùng thấp giọng hô. Ngụy Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, tâm cảnh cũng trở nên cổ sóng không sinh. Bị ốm đau tra tấn nhiều năm như vậy, muốn nói tâm cảnh trầm ổn, nàng còn lợi hại hơn Lộ Trùng, có thể tùy thời làm cho mình trở nên tỉnh táo, sẽ không bối rối. Dầm ào ào. Kèm theo sông cửa bắt đầu, ba vị chiến sư trên Long Vĩ đồng thời vận chuyển chân khí, một cỗ lực lượng cường đại lật úp ra, tạo thành uy áp kịch liệt. Bàn chân Ngụy Như Yên dậm trên mặt đất, thẳng tắp vọt tới đám người. Nàng không cần binh khí. Thấy nàng tay không tấc sắt, liền phóng tới Long Vĩ, tất cả mọi người nhăn mày lại. Vừa rồi Trịnh Dương, tay cầm trường thương cũng bị động như thế, nàng một con gái yếu ớt, tay không tấc sắt liền xông lên, có phải quá trò đùa hay không? Nàng, mới tu luyện 2 tháng, còn không biết sử dụng binh khí. Vương Dĩnh cười khổ. Mới tu luyện 2 tháng. Ô Thiên Khung ở một bên, con mắt trợn tròn. Ân, lúc trước nàng một mực bệnh nặng, lão sư chữa khỏi, thu làm thân truyền, cũng chính là ở khi đó mới bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, bất quá hơn 2 tháng, miễn cưỡng 3 tháng mà thôi. Vương Dĩnh giải thích. Tu luyện 2 tháng, không biết sử dụng binh khí. Cái này, đánh như thế nào? Ô Thiên Khung thiếu chút nữa ngất đi. Long Môn trận đáng sợ, vừa rồi tận mắt nhìn thấy, có thể nói khủng bố, trận pháp cường đại như thế, một người tu luyện 2 tháng, ngay cả binh khí cũng không biết sử dụng, liền tiến lên. Các ngươi đây là tới đùa giỡn à? Nghe nói như thế, khóe miệng của Liêu Tùng cũng co quắp. Vô số chiến sư của chiến sư đường, đều không thông qua được khảo hạch, các ngươi. Còn nghĩ đơn giản. Bành, bành, bành. Mấy người nói chuyện. Ngụy Như Yên ở trên đài đã cùng 3 người Long Vĩ giao chiến. Nhìn thoáng qua, da mặt Liêu Tùng lần nữa run lên. Nàng, lý giải võ kỹ có lẽ cũng không nhiều. Đối phương hầu như không có bất kỳ chiêu số võ kỹ, cũng không có học qua quyền pháp, chỉ bằng vào chân khí trong cơ thể, đánh tới đập đi, là đấu pháp không biết võ công a. Phàm là học qua võ kỹ, làm sao sẽ dùng chiêu số như thế? Võ kỹ, 2 tháng này, chỉ tăng lên tu vi. Lão sư còn chưa kịp truyền thụ. Vương Dĩnh lúng túng. Ngụy Như Yên vừa tỉnh dậy liền có được thực lực tàm phong cảnh, mặc dù thực lực cao, lại đều là đan dược trồng chất thành, lão sư cho quy định, để nàng tu luyện lần nữa. Hơn 2 tháng qua, một mực nỗ lực, cũng không quá đáng triệt để củng cố tu vi mà thôi, làm sao có thời giờ học tập võ kỹ. Lại nói, lão sư đối với nàng tổng cộng chỉ điểm không cao hơn 3 lượt, coi như muốn học, cũng phải có thời gian mới được. Chương 1794, các học sinh của Trương lão sư hạ. 2. Không có truyền thụ võ kỹ. Thân thể nhoáng một cái, Liêu Tùng thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Như vậy, ngươi cũng dám để nàng đi lên sông Long Môn trận. Coi Long Môn trận là trò đùa. Binh khí không có học qua thì thôi, võ kỹ cũng không học. Mấu chốt mới tu luyện 2 tháng, các ngươi để cho nàng lên. Thực cho rằng tất cả chiến sư của chiến sư đường chúng ta là ngồi không? Sở dĩ Trương viện trưởng để cho bọn họ cảm thấy lợi hại, là bởi vì lĩnh ngộ võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, chỉ cần nghe hắn nói qua tiết học, sức chiến đấu đều có thể tăng nhiều. Vị thân truyền này, ngay cả cái này cũng không có học, chạy đi lên chiến đấu. Không cần nghĩ, nhất định phải thua. Đám người Liêu Tùng cùng Ô Thiên Khung đồng thời toát ra ý nghĩ này, nhịn không được lắc đầu. Không có việc gì, nếu như nàng muốn lên, liền đi thử xem. Cũng chưa chắc thất bại. Cùng mọi người ý tưởng khác biệt, Vương Dĩnh lắc đầu. Người khác không biết Ngụy Như Yên đáng sợ, nàng là rất rõ ràng, coi như là nàng chiến đấu, cũng sẽ bị nhẹ nhõm áp chế, chiến sư ở trên đài tuy mạnh, cũng chưa chắc có thể thắng được. Lão sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không có truyền thụ nàng võ kỹ, tự nhiên có ý tưởng, nếu không, người khác nghe nửa canh giờ, liền vô cùng cường đại, nàng làm sao có thể một chút cũng không có học được. Ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, nói thiệt cho ngươi biết, chiến sư chúng ta, là rất mạnh. A, à, ta móa. Thấy nàng tự tin như thế, Liêu Tùng lắc đầu, đang muốn khuyên bảo đối phương, để cho bọn họ coi trọng một chút, đây không phải vui đùa, đột nhiên ánh mắt nhìn lên đài, ngừng lại, nước miếng sặc đến yết hầu, liên tục ho khan. Đây là có chuyện gì? Chiến sư các ngươi, thế nào đều giống như uống rượu say, đánh chậm như vậy? Không chỉ hắn như thế. Ô Thiên Khung cũng thấy rõ tình huống ở trên đài, con mắt trợn tròn.
chỉ thấy trên đài, ba người Long Vĩ cùng Ngụy Như Yên giao thủ, giờ phút này giống như uống quá nhiều, thân thể liên tục lắc lư không nói, công kích chiêu số cũng càng ngày càng chậm, giống như trong nháy mắt từ người trẻ tuổi biến thành người già. Nhưng cũng không phải như vậy a. Đánh như vậy, ta cũng có thể thông qua. Không chỉ hắn kỳ quái, mọi người ở dưới đài cũng bối rối. Vừa rồi thấy Trịnh Dương xông cửa, mấy vị thủ quan khí thế rộng rãi, chiến lực vô địch, làm cho lòng người kinh hãi, thế nào gặp phải mỹ nữ, liền trở nên mềm nhũn như thế, lực lượng cũng thi triển không ra. Coi như muốn nhường, cũng không phải như vậy a. Quá trắng trợn rồi. Bọn hắn, không phải cố ý đánh chậm, mà là trúng độc. Xem một lát, Liêu Tùng như nhìn ra điều gì, đồng tử co rụt lại. Người của hắn, biết rõ rất rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng bởi vì đối phương lớn lên xinh đẹp mà thả cửa. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là trúng độc. Quá trình song phương đối chiến, hắn đều xem, lực lượng tàn sát bừa bãi, chân khí kích động, căn bản không có cơ hội phóng độc a. Hơn nữa, bây giờ chiến đấu, có tổng bộ giám sát và điều khiển, lặng lẽ dùng độc, thi triển thủ đoạn cạnh tranh bất chính, nhất định sẽ buộc dừng lại. Không có đình chỉ, cũng không có nói gì, đã nói rõ, nàng không mượn nhờ dược vật, hoặc là đồ vật gì. Chiến đấu là quang minh chính đại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liêu Tùng sắp cào tóc xuống, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Bảo Như Yên sư muội khắc chế, xem ra cuối cùng vẫn sử dụng. Lưu Dương cười khổ một tiếng. Sự tình Ngụy Như Yên là tiên thiên độc thể, bọn họ cũng đều biết, nguyên nhân chính là như thế, mới dám yên tâm để nàng đi xông cửa. Vốn tưởng rằng, có thể khắc chế lực lượng, không phóng thích độc khí, hiện tại xem ra. Là nghĩ quá đơn giản. Tiên thiên độc thể, tiên thiên độc hồn thể. Có thể nói, toàn thân Ngụy Như Yên đều là kịch độc, trong chân khí cũng có độc, coi như là chiến sư ở trước mặt, có thể vượt cấp chiến đấu, gặp gỡ kịch độc như thế, cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ba người này phải thua. Nhẹ gật đầu, Vương Dĩnh vừa dứt lời, liền nghe được trên đài phù phù. Phù phù, phù phù, ba tiếng, ba vị chiến sư thủ hộ Long Vĩ nằm trên mặt đất. Trong miệng liên tục phun bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Cửa thứ nhất thông qua. Ba người ngã xuống đất, Ngụy Như Yên không có lưu lại quá nhiều, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vài bước đi vào trước Long Bối. Yêu nữ, ngươi sử dụng thủ pháp quỷ dị gì? Ba vị chiến sư ở trên Long Bối như lâm đại địch, không còn khinh thường như lúc trước. Thủ pháp quỷ dị, không có a. Ngụy Như Yên lắc đầu. Bắt đầu đi. Nói xong, không hề nói nhảm. Vào tới ba người, chân khí trong cơ thể bao phủ xung quanh. Mặc dù nàng không có chiêu số, nhưng chân khí ẩn chứa kịch độc, chỉ cần tiếp xúc, tất nhiên sẽ bị nhiễm, thần tiên cũng khó đào thoát. Tiên thiên độc thể, nguyên nhân chính là đáng sợ như thế, mới khiến cho người chùn bước. Phù phù, phù phù, phù phù. Thời gian không lâu, ba vị chiến sư trên Long Bối cũng nằm trên mặt đất, liên tục phun bọt mép. Không đến 5 phút đồng hồ. Một nữ hài không biết dùng binh khí, không biết võ kỹ, chỉ tu luyện 2 tháng, đã xông qua 2 cửa ải. Ngay sau đó, đi đến vị trí Long Thủ. Lại 5 phút đồng hồ sau, ba vị chiến sư ở Long Thủ cũng nằm trên mặt đất. Tuy thực lực của bọn hắn cường đại hơn Ngụy Như Yên không ít, nhưng chúng độc. Là chẳng phân biệt được thực lực mạnh yếu, đồng dạng ngăn cản không nổi. Nàng, thực thông qua được. Nhìn một màn này ở trong mắt, Liêu Tùng sắp khóc. Trong lòng có một cái ý nghĩ xông ra, khiến hắn kìm lòng không được run rẩy. Chẳng lẽ, chiến sư bọn hắn, thật sự là ngồi không? Chương 1795, trở lại mặt đất 1. Lúc trước đã từng nói qua, chiến sư bọn hắn rất cường đại, không phải ngồi không, kết quả bị 2 thiếu nam thiếu nữ 16, 17 tuổi đánh hôn mê bất tỉnh nhân sự. Một cái mạnh mẽ thì thôi, liên tục 2 cái, mấu chốt thứ 2 mới tu luyện 2 tháng. Thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không biết. Tiến vào học viện, bị đệ tử bình thường đánh một trận, Long Môn trận tiến hành 300 năm qua, hầu như không có người nào thông qua, kết quả, liên tục 2 cái thông qua. Nói thật, hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Trương viện trưởng, coi như ngươi rất lợi hại, rất cường đại, thế nhưng không cần phải hung tàn như vậy a. Bản thân mạnh mẽ liền thôi, tùy tiện dạy đệ tử cũng lợi hại như vậy. Để cho mặt mũi chiến sư đường chúng ta đặt chỗ nào? Liêu chiến sư, giống như, người của các ngươi không thể tiến hành chàng tỉ thí tiếp theo, hai người chúng ta làm sao bây giờ? Đang tràn đầy phiền muộn,
liền nghe Vương Dĩnh ở một bên hỏi. Nghe nói như thế, lúc này mới nhớ tới, 9 người ở trên đài tất cả đều trúng độc hôn mê, đến bây giờ không có thanh tỉnh. Trước kia khảo hạch, đều là chiến sư bọn hắn đánh người khác hôn mê bất tỉnh, bây giờ đối phương chỉ lên 2 đệ tử, người của mình trọng thương liền trọng thương, hôn mê thì hôn mê. Liêu Tùng cảm thấy trái tim của mình nguội lạnh. Để người của chúng ta nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau lại tiếp tục a. Thuận tiện, lại từ chiến sư đường triệu hoán một ít chiến sư tới. Xoắn suýt một chút, Liêu Tùng nói. Hiện tại cũng không có biện pháp nào khác rồi. 9 thuộc hạ của mình chúng độc nghiêm trọng, coi như có thể giải độc, không có vài ngày thời gian, là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Không có khôi phục lại đỉnh phong, coi như khảo hạch cũng không chính xác. Còn không bằng trước nghỉ ngơi vài ngày, lại tiếp tục khảo hạch, thuận tiện điều những người khác tới đây. Không tin đường đường chiến sư đường, ngay cả mấy người này cũng giải quyết không được. Cũng tốt. Chần chừ một chút, Vương Dĩnh nhẹ gật đầu. Trịnh Dương là dựa vào mưu kế mới thông qua khảo hạch, Ngụy Như Yên dựa vào tiên thiên thể chất, nàng cùng Lưu Dương, đều không có chỗ dựa, chỉ dựa vào thực lực mà nói, muốn thông qua độ khó thật lớn. Có 3 ngày hòa hoãn, lão sư sẽ trở lại, đến lúc đó học tập hắn, lại khảo hạch mà nói, sẽ đơn giản hơn không ít. Cũng không phải nói thực lực của các nàng không bằng Trịnh Dương, rất nhiều kỹ xảo, phía trước thi triển qua, chiến sư chịu trách nhiệm khảo hạch đều biết, lần thứ 2 chiến đấu, tất nhiên đã có phòng bị. Còn muốn thành công liền khó khăn. Thấy nàng đáp ứng, Liêu Tùng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn chỉ sợ đối phương khảo hạch, đường đường chiến sư đường, ngay cả người khảo hạch cũng cầm không ra, như vậy sẽ tức đến chết. Quá đặc sắc rồi. Có thể nhìn chiến đấu như vậy, kiếp này không uổng. Không hổ là thân truyền của Trương viện trưởng, Trịnh Dương thật cường đại. Đó là tự nhiên, viện trưởng lợi hại như thế, học sinh của hắn làm sao có thể đơn giản. Tuy chỉ chiến đấu 2 trận, hơn nữa Ngụy Như Yên khảo hạch, rất nhiều người không có xem hiểu, nhưng Trịnh Dương chiến đấu vô cùng đặc sắc, khiến vô số người đến đây quan sát, tất cả đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, tận mắt chứng nhận một truyền kỳ ra đời. Không biết muốn trở thành thân truyền của viện trưởng cần điều kiện gì? Ta cũng muốn. Không ít người, trong lòng đều tính toán, như thế nào mới có thể trở thành thân truyền của Trương viện trưởng, một bước lên trời, ngay cả đám đệ tử của tứ đại học viện khảo hạch chiến sư không thành công, ánh mắt từng cái lập lòe, động tâm suy nghĩ. Bất quá, bọn hắn không biết là, vị bọn hắn vẫn muốn bái sư kia, lúc này vẫn còn ở chỗ sâu trong địa quật, khoanh chân ngồi. Qua không biết bao lâu, rốt cuộc mở mắt. Còn kém một chút. Hít sâu một hơi, Trương Huyền đứng dậy. Mấy ngày nay một bên tu bổ phong ấn, một bên dựa theo kết cấu phong ấn lần nữa tu luyện phong thánh giải, thực lực quả nhiên có tiến bộ thật lớn, tuy tu vi còn là tòng thánh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu cùng lực lượng lần nữa bạo tăng. Trải qua tu luyện, nguyên thai trong cơ thể càng thêm củng cố, tựa như một viên đan dược màu vàng, quay tròn xoay tròn, giờ phút này đã tu luyện đến một bước cuối cùng, còn kém một bước nữa mà thôi. Căn cứ hắn suy tính, một khi hoàn thành, tất nhiên cần tiêu hao lượng lớn linh khí. Tiếp tục dừng lại ở trong phong ấn mà nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng, lúc này mới ngừng lại. Vù vù, thân thể nhảy tung, từ bên trong nhảy ra ngoài. Cái phong ấn này, đối với nhân tộc không có trở ngại quá lớn, nhưng đối với dị linh tộc mà nói, lại giống như không gian bình chướng, khó có thể vượt qua. Trở lại địa quật, tìm cái địa phương an toàn, lấy ra một đống trận kỳ, ngón tay búng, bố trí tụ linh trận cấp 6, lúc này mới ngồi ở trong đó, ném ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm. Bắt đầu tu luyện. Chém giết hơn 200 dị linh tộc, hơn nữa thẩm ra cho lợi nhuận, trước mắt hắn không thiếu linh thạch thượng phẩm, lại nói chỉ cần có thể tăng thực lực, tiêu phí nhiều hơn nữa cũng không coi vào đâu. Hít sâu một hơi, huyệt đạo toàn thân mở ra, linh khí chung quanh như cuồng phong cuốn tới, tiến nhập thân thể của hắn. Từng đạo chân khí, dựa theo phương pháp đặc thù ngưng tụ thành phong thánh giải, từng tầng một tu bổ tới. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, một tiếng nổ vang, linh khí trong tụ linh trận, trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ, mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm vỡ thành bột phấn. Ngay sau đó, Trương Huyền liền cảm thấy trong đan điền lắc lư mãnh liệt, đan dược màu vàng đột nhiên xảy ra lột xác, biến thành màu tử kim. Nguyên thai màu tím này, trầm trọng như núi, lại giống như một hành tinh, chậm rãi vận chuyển, làm cho người ta có cảm giác lực lượng liên tục không ngừng. Nguyên thai thật mạnh, ánh mắt sáng lên, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Chương 1796, trở lại mặt đất 2. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên thai này vận chuyển,
cảm ứng đối với linh khí chung quanh dễ dàng rất nhiều, tốc độ rèn luyện chân khí cũng nhanh hơn không ít. Nói cách khác, dùng nguyên thai này tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn, chân khí càng thêm tinh thuần. Chẳng lẽ đây là nguyên thai nhất đẳng? Thân thể run rẩy. Lúc trước hắn là nguyên thai nhị đẳng tuyệt phẩm, hiện tại lần nữa lột xác, thành màu tím, tuy trên phong thánh giải không có ghi chép đây rốt cuộc là cấp bậc gì, nhưng chỉ sợ đã đạt đến nhất đẳng. Nguyên thai nhất đẳng, trong lịch sử chỉ có Khổng Sư ngưng tụ thành công, uy lực không thể đo lường, là mấu chốt để phong thánh. Đáng tiếc bây giờ còn thiếu khuyết vật phẩm, nếu không, có thể trực tiếp trùng kích thánh vực rồi. Nghiên cứu một lát, đối với nguyên thai màu tím trong cơ thể biết rõ càng ngày càng nhiều, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Trước mắt hắn tu luyện phong thánh giải, cũng không phải là cấp bậc thiên đạo, mà là có thiếu sót, đột phá bán thánh cần lôi minh thạch, mà đột phá thánh vực lại cần một bảo vật khác. Thất thải địa quỳnh dịch. Thứ này chỉ xuất hiện ở chỗ sâu trong địa mạch, so với địa mạch linh dịch còn muốn quý hiếm, coi như hiện tại trong tay hắn bảo vật rất nhiều, cũng chưa bao giờ thấy qua. Không có thứ này, liền không cách nào trùng kích thánh vực. Chỉ có thể đi ra ngoài tìm xem. Trên người hắn không có, không có nghĩa là toàn bộ Hồng Viễn Đế quốc đều không có, bây giờ đang ở trong địa quật, tìm cái gì cũng không thuận tiện, tìm không thấy cũng không có gì. Thật sự không được, hoàn toàn có thể xin tổng bộ. Tổng bộ danh sư đường, thủ hộ nhân loại vài vạn năm, bảo vật gì không có. Chỉ cần công huân cùng trả giá đầy đủ, mấy thứ này, đều có thể nhẹ nhõm đổi được. Phong ấn đã không sai biệt lắm chữa trị, dị linh tộc tới cũng bị chém giết, cần phải trở về. Duỗi lưng một cái, thu trận kỳ, Trương Huyền lần nữa liếc nhìn phong ấn, nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay liên tục tu bổ, chỗ phong ấn không trọn vẹn, đã hoàn mỹ chữa trị, coi như dị linh tộc ở bên kia có thủ đoạn gì, đoán chừng cũng rất đau khổ. Ở trong địa quật cũng đã vài ngày, nên đi rồi. Tuy nơi đây sát lục chi khí dày đặc, làm cho người ta khó thở, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, thực lực đột phá đến tổng thánh đỉnh phong, hơn nữa nguyên thai tấn cấp, chỉ hai điểm này, chính là cơ duyên lớn lao. Huống chi lúc trước khôi lỗi chỉ có thánh vực nhất trọng, giờ phút này đều lột xác đến tam trọng, năng lực bảo vệ tính mạng tăng nhiều. Một đường phi hành, cũng không chứng kiến đám người lục phong, nghĩ đến bọn hắn phát hiện dị linh tộc được giải quyết, nện đã lui ra. Rất nhanh đi vào địa phương lúc trước xuất hiện, tinh thần câu thông hồn thể ở trong lăng bia. Vù vù, ngẫu nhiên cảm thấy một cỗ hấp lực cực lớn truyền đến, cả người lần nữa tiến nhập lăng bia. Nhìn thấy ý niệm của mục sư, nói rõ chi tiết chuyện phát sinh phía dưới, khiến đối phương cảm khái không thôi. Cái phong ấn này, là một tùy tùng của Khổng Sư năm đó bố trí, liên lụy đến không gian pháp tắc, trừ khi đạt tới thánh vực cao nhất, nếu không, không ai dám động. Thông đạo đối ứng chiến trường ngoại vực, gọi là thanh điền chiến trường, nghe nói dị linh tộc ở bên trong, thực lực mạnh nhất đạt đến thánh vực ngũ trọng. Loại thực lực này, thanh nguyên phong hào đế quốc rất khó chống lại, nhưng bọn hắn không có khả năng phá vỡ phong ấn, nguyên nhân chính là như thế, tổng bộ mới không có phái người tới đây. Hiện tại không biết dùng thủ đoạn gì, truyền tống binh sĩ tới, thật sự làm cho người ta không yên lòng. Không cần lo lắng, ta đã dùng phương pháp đặc thù tu bổ xong phong ấn tổn hại. Trương Huyền nói sự tình mấy ngày nay một lần. Đương nhiên, cái gọi là phương pháp đặc thù của hắn, tự nhiên lại cùng Dương Huyền nhắc lên quan hệ, nếu không, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, có thể tu bổ phong ấn, đổi lại ai cũng không dám tin tưởng. Có thể thu thiên nhận danh sư làm đệ tử, lão sư tự nhiên không đơn giản, đáng tiếc, không có cơ hội thỉnh giáo. Mục sư cảm khái. Hàn Huyền một lát, lúc này mới để các viện trưởng ý niệm an tâm. Trương Huyền rời đi lăng bia, ra viện trưởng lăng. Vừa mới đi ra, liền thấy đám người Triệu Bính Tuất, Mi trưởng lão canh giữ ở bên ngoài, vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Làm sao vậy? Thấy biểu lộ của bọn họ, Trương Huyền nhíu mày. Viện trưởng, sao nhiều ngày như vậy mới đi ra? Triệu Bính Tuất nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. À, định trở ra, nhưng đột nhiên có chút lĩnh ngộ, ở bên trong đột phá. Trương Huyền đã sớm nghĩ kỹ cái cớ. Sự tình dị linh tộc ở trong địa quật, vì để tránh cho phiền toái, người biết càng ít càng tốt, nói ra khiến mọi người lo lắng, còn không bằng không nói. Đột phá. Nhìn nhau, khóe miệng hai vị trưởng lão đồng thời co lại. Viện trưởng lăng, còn tốt đó chứ, bên trong sập nhiều ít, có cần chữa trị hay không, ai, được rồi, sập liền sập, viện trưởng cũng không cần tự trách. Vị viện trưởng này, chỉ cần tu luyện, sẽ không có chuyện tốt phát sinh qua.
thật giống như ban đầu ở luyện khí học viện, cũng bởi vì tu luyện nhục thân, chơi đùa toàn bộ địa hỏa thông đạo sụp xuống. Tự trách, sập. Giờ mới hiểu được đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền tràn đầy im lặng. Hắn làm việc luôn ổn trọng, lại có thể bị hiểu lầm như vậy. Thật sự là quá nhẫn tâm. Các ngươi còn có niềm tin cơ bản nhất giữa người và người không? Thật là thuộc hạ của ta. Chương 1797, Mộc Sư đã trở về một. Giải thích cả buổi, nói nhiều lần viện trưởng Lăng hoàn hảo không tổn hao gì, hai người thủy chung bán tín bán nghi, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng muốn lại tiếp tục giải thích. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, người chính trực không có khuyết điểm nhỏ nhặt giống như hắn, thời gian sẽ trả một cái công bằng. Viện trưởng, người rời đi 5 ngày, người chiến sư đường đã sớm tới, Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên thông qua được khảo hạch. Không hề xoắn xuýt chuyện này, mi trưởng lão nói chuyện phát sinh vài ngày qua một lần. Nghe xong, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trịnh Dương được hắn thân truyền, thông qua khảo hạch ở trong dữ liệu, không nghĩ tới Ngụy Như Yên cũng thông qua, như vậy xem ra, chiến sư của chiến sư đường cũng chả có gì đặc biệt. Lại hỏi thăm một ít sự tình học viện, làm ra xử lý cùng ứng đối, lúc này Trương Huyền mới đi theo hai vị trưởng lão, về tới chỗ ở của mình ở trưởng lão viện. Thân là viện trưởng, người chiến sư đường, ba đại học viện viện trưởng, tới nhiều ngày như vậy, hắn một lần cũng không có bái phỏng, thật sự không thể nào nói nổi. Tắm rửa một cái, thay thế quần áo dơ giấy bẩn thỉu, đang định đi gặp một lần, liền thấy quản gia Tôn Cường tràn đầy lo lắng đi tới. Thiếu gia, chứng kiến hắn tới đây, vội vã tiến lên đón. Làm sao vậy? Trương Huyền nhìn qua, đi theo mình lâu như vậy, biết rõ hắn rất ngại phiền toái, không có chuyện trọng yếu, Tôn Cường sẽ tự xử lý, hiện tại chạy đến nơi đây chờ, hơn nữa vẻ mặt tràn đầy sốt ruột, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Như Yên tiểu thư, lại bất tỉnh. Tôn Cường vội nói. Bất tỉnh. Trương Huyền sững sờ. Không nên a. Hồn phách của Ngụy Như Yên trải qua bồ đề thụ bồi dưỡng, đã không khác thường nhân, thậm chí còn mạnh hơn. Nhục thân trải qua đan dược cấp 7 đoạn tục đan bồi dưỡng, cũng khôi phục khỏe mạnh, tu luyện thiên đạo công pháp bản rút gọn, ngay cả chiến sư cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, sao đột nhiên hôn mê. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngày đó khiêu chiến xong mọi người chiến sư đường, trở về không thoải mái, sau đó liền bị bệnh. Tôn Cường nói, qua xem một chút đi. Biết rõ chỉ bằng vào lời nói, khẳng định không biết nguyên do, Trương Huyền ôm quyền cáo từ đám người mi trưởng lão, đi theo Tôn Cường, vội vã đi đến phủ đệ của mình. Đi vào chỗ ở của Ngụy Như Yên, quả nhiên thấy nàng đang nằm ở trên giường, nhíu mày, hôn mê bất tỉnh, Vương Dĩnh đang ngồi ở một bên, dốc lòng chiếu cố. Tất cả thảm thực vật trong tiểu viện, giờ phút này đều ỉu xìu đầu, tựa như đến ngày đông, khô héo muốn chết. Đây là có chuyện gì? Trương Huyền nhíu mày. Lão sư, người đã trở về. Thấy hắn đi vào, Vương Dĩnh vội vàng đứng dậy. Cắt đứt đối phương hỏi, đi vào trước mặt Ngụy Như Yên, ngón tay Trương Huyền khoác lên cổ tay của đối phương. Một lát sau, thần sắc ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lại. Ngày đó tình huống Như Yên cùng chiến sư đường tỷ đấu, nói kỹ càng cho ta một lần. Vâng, ngày đó Như Yên sư muội lên đài cùng người chiến đấu, chân khí trong cơ thể lan tràn, khiến 9 vị chiến sư đều trúng độc. Vương Dĩnh không có chút giấu giếm nào, kỹ càng nói chuyện ngày đó một lần. Mặc dù đám người mi trưởng lão biết Ngụy Như Yên thắng được chiến sư đường là dựa vào hạ độc, nhưng không rõ ràng sự tình tiên thiên độc thể, cũng nói không đủ kỹ càng. Nàng lại nói tiếp, vô cùng kỹ càng, có thể nói hoàn mỹ tình huống lúc đó. Lão sư, nàng thế nào vậy? Nói xong, Vương Dĩnh khẩn trương nhìn qua. Trương Huyền mày nhíu thật chặt. Không có gì, chỉ là tiên thiên độc thể của nàng bạo phát. Lực lượng quá lớn, bản thân có chút áp chế không nổi, lúc này mới lâm vào hôn mê. Ngụy Như Yên không chỉ là tiên thiên độc thể, còn là tiên thiên độc hồn thể, khắp cả đại lục mấy vạn năm tìm không ra một người. Loại thể chất này chỉ cần tu luyện, chân khí đều có chứa kịch độc. Dưới tình huống bình thường, một khi kích hoạt thể chất, thực lực tăng lên rất nhanh, sức chiến đấu cũng rất mạnh, làm cho người chùn bước. Nhưng cũng có thiếu sót rất lớn, đó chính là, mỗi sử dụng độc khí trong cơ thể một lần, sẽ lớn mạnh một phần, dùng càng nhiều, chồng chất càng nhiều. Nếu như không có phương pháp xua tán mà nói, rất dễ dàng bộc phát, lực lượng cường đại, làm cho người ta hôn mê. Hiện tại nàng chính là loại tình huống này, dưới tình huống thực lực chưa đủ, cưỡng ép khiêu chiến Long Môn Trận, dùng ra lực lượng vượt qua phạm vi thân thể có thể thừa nhận,
rút cuộc áp chế không nổi, độc thể triệt để bộc phát. Nàng tu luyện là thiên đạo công pháp bản rút gọn, chưa bao giờ tu luyện qua bất luận công pháp gì liên quan tới độc sư, đối với lực lượng trong cơ thể bộc phát, không cách nào khơi thông, tự nhiên liền hôn mê bất tỉnh. May mắn năng lực tự kiềm chế của nàng rất mạnh, bằng không toàn bộ Hồng Viễn Thành chỉ sợ sẽ bị liên quan đến. Nói xong lời cuối cùng, Trương Huyền lắc đầu. Chương 1798, Mộc Sư đã trở về 2. Người chiến sư đường cũng gánh không được độc khí, bởi vậy có thể thấy được đáng sợ, nếu không phải nàng ý chí kiên định, trước khi hôn mê ngăn chặn lực lượng, một khi tùy ý khuếch tán, độc khí theo gió phiêu tán, không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Chính bởi vì tiên thiên độc thể không cách nào khống chế, cũng bị thế nhân xưng là tai nạn thể, làm cho người ta chùn bước. Coi như chế trụ khí tức, thực vật trong nội viện cách gần, như trước bị độc sắp chết hết, mới xuất hiện một màn vừa rồi. May mắn nàng tu luyện thiên đạo công pháp bản rút gọn, hoàn mỹ che giấu đặc tính độc thể, không có khiến người khác nhìn ra, nếu không chỉ sợ sẽ bị vô số nhân sĩ chính nghĩa tới vây công, toàn bộ phủ đệ sẽ nổ tung. Lão sư, vậy làm sao bây giờ? Nghe được giải thích, sắc mặt Vương Dĩnh trắng bệch. Lúc trước nàng còn một mực hâm mộ đối phương là tiên thiên thể chất, không nghĩ tới đáng sợ như thế. Ta trước giúp nàng rút ra một phần độc khí trong cơ thể, làm dịu áp lực một chút, muốn triệt để giải quyết, khả năng phải đi độc điện một chuyến. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói. Liên quan phương pháp giải quyết loại tiên thiên độc thể này, tuy hắn y thuật cao minh, nhưng cũng cân nhắc không ra trình tự chính xác, địa phương duy nhất có thể giải quyết, hẳn là độc điện. Nơi này có truyền thừa hoàn mỹ liên quan tới độc, cũng có ghi chép liên quan độc thể, có lẽ có thể tìm được. Để nàng tùy ý thi triển thực lực mà không xuất hiện độc khí tích lũy. Độc điện. Vương Dĩnh gật đầu. Chỉ có một biện pháp này. Bàn tay khoác lên cổ tay đối phương, thiên đạo chân khí chậm rãi quán thâu trong cơ thể Ngụy Như Yên, kèm theo thời gian chuyển rời, Trương Huyền chẳng những không có trầm tĩnh lại, lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt. Vốn hắn cho rằng chỉ cần hóa giải độc khí trong cơ thể đối phương, nghĩ biện pháp dẫn dắt đi ra là có thể giải quyết, hiện tại xem ra, còn là nghĩ quá đơn giản. Độc cùng thân thể linh hồn trong cơ thể đối phương hoàn mỹ dung hợp, cưỡng ép hóa giải mà nói sẽ để cho độc thể lọt vào trọng thương, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngay tại chỗ tử vong. Mà dẫn độc khí ra bên ngoài cơ thể, tuy độ nguy hiểm giảm xuống, nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Nói cách khác, hiện tại bất kể là giải độc hay phóng thích độc khí, đối với Ngụy Như Yên hôn mê mà nói, đều không phải là chuyện tốt gì. Xem ra chỉ có thể đi độc điện. Nghĩ một lát. Cân nhắc rất nhiều loại phương pháp, cũng không có nghĩ ra trị liệu như thế nào, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, có chút phát sầu. Tuy thủ đoạn của hắn rất nhiều, đáng tiếc đối với độc lý giải chỉ đạt tới nhị tinh, loại tiên thiên độc thể này càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sự tìm không ra phương pháp càng thêm thích hợp, có lẽ chỉ có đi độc điện đọc sách, sưu tập đủ nhiều tư liệu mới có thể nghĩ biện pháp cứu chữa. Vừa vặn cũng tính toán đi độc điện một chuyến, xem ra phải lên đường rồi. Lúc trước ở trong viện trưởng Lăng, lão viện trưởng nhắn lại, đã từng nói qua sự tình liên quan tới độc điện, hắn cũng tính toán có rảnh qua dò xét một phen, tìm nguy cơ tiềm ẩn của học viện, hiện tại Ngụy Như Yên xuất hiện loại tình huống này, khẳng định phải xuất phát. Tôn Cường, đây là 1.000 linh thạch thượng phẩm, mau chóng giúp ta nghe ngóng tin tức độc điện, càng kỹ càng càng tốt. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm, Trương Huyền khoát tay áo. Tuy lão viện trưởng nhắn lại nói, độc điện vô cùng có khả năng ở phụ cận Tĩnh Viễn Thành, nhưng vẫn phải nghe ngóng một chút, tốt nhất biết rõ tin tức chuẩn xác nhất. Nếu không, đi không một chuyến, coi như là hắn cũng giày vò không nổi. Thiếu gia, không cần linh thạch, loại sự tình này, ta trực tiếp hỏi Thẩm gia là tốt rồi, sinh ý dược liệu của bọn hắn trải khắp thiên hạ, có lẽ có thể rất nhanh điều tra ra. Tôn Cường lắc đầu cự tuyệt. Thẩm gia là Hồng Viễn Thành tứ đại gia tộc, sinh ý trải rộng toàn bộ đế quốc. Trong đó làm lớn nhất chính là dược liệu, độc điện muốn luyện độc, thì không có khả năng rời khỏi dược vật, có lẽ cả hai có liên hệ đặc thù nào đó. Đổi lại những người khác, thậm chí lão viện trưởng trước kia, muốn hỏi thăm khả năng cũng hỏi thăm không ra, dù sao danh sư cùng độc sư không hợp nhau, Thẩm gia cũng phải bận tâm sinh ý. Mà bây giờ, bọn hắn từ chỗ Trương Huyền lấy được chỗ tốt thật lớn, thật muốn hỏi thăm, tất nhiên sẽ không giấu giếm. Vậy thì ngươi đi hỏi một chút. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đối với đạo lý đối nhân xử thế cùng việc buôn bán, hắn khẳng định không bằng Tôn Cường, còn không bằng giao cho đối phương toàn quyền xử lý. Vâng. Tôn Cường lui ra ngoài. Thấy hắn rời đi,
Trương Huyền đang muốn lần nữa hỏi thăm một chút biến hóa của Ngụy Như Yên hai ngày nay, liền nghe được mặt đất rung rung, tiếng chuông vang dội đột nhiên vang lên, truyền thông mỗi một góc nhỏ của Hồng Viễn Thành, tựa như đang tiến hành triệu hoán nào đó. Là tụ hợp chuông. Lông mi nhảy dựng, Trương Huyền nhịn không được đứng dậy. Tụ hợp chuông là tiếng chuông hội tụ danh sư khẩn cấp, một khi gõ vang, danh sư nghe được thanh âm đều phải mau chóng tiến đến. Nhìn thoáng qua, nghe được phương hướng thanh âm truyền đến, là danh sư học viện, Trương Huyền có chút nghi hoặc. Hắn mới từ học viện đi ra, không đến nửa canh giờ, thanh âm liền vang lên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Có chút kỳ quái, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở lòng bàn tay, mi trưởng lão truyền lại tin tức cho hắn, phía trên chỉ có một hàng chữ. Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, Ngô Như Phong Ngô Sư, Mộc Hoành Mộc Sư thất tinh thượng phẩm đi vào học viện, viện trưởng mau trở về. Mộc Sư đã trở về. Trương Huyền sửng sốt một chút. Lúc trước cha ra Vưu Hư phản bội nhân tộc, liền giao cho Mộc Hoành, hiện tại lần nữa trở về, chỉ sợ đã điều tra ra cái gì. Ta qua ngay. Trả lời một câu, Trương Huyền lấy ra mấy viên đan dược cấp 6 cho Ngụy Như Yên ăn, để nàng tạm thời ngăn chặn độc khí trong cơ thể, không đến mức tàn sát bừa bãi, làm bị thương những người khác, lúc này mới dặn dò Vương Dĩnh một tiếng, đi ra ngoài. Vài tức liền trở về học viện, lúc này tất cả đệ tử đã trở về. Thậm chí tất cả danh sư của Hồng Viễn Thành danh sư đường cũng chạy tới, quay chung quanh sân diễn luyện, không biết xảy ra chuyện gì. Chương 1799, Sự Quyết Phưu Hư 1. Viện trưởng. Đi vào trung tâm sân diễn luyện, đám người mi trưởng lão tiến lên đón. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại đài cao, liền thấy Mộc Sư cùng một lão giả đứng ở phía trên. Vị lão giả này, chừng 50 tuổi, tu vi cường đại, lại có thể tương đương Kim Diệp Vương. Thanh Diệp Vương lúc trước gặp phải, đạt đến Thánh vực tứ trọng. Thánh vực tam trọng thai anh cảnh, còn gọi nguyên anh cảnh, nguyên thai không còn là đan dược, mà là bộ dáng trẻ mới sinh, đạt tới loại cảnh giới này, lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên càng sâu sắc, một hít một thở, đều có thể hấp thu năng lượng thiên địa, để cho mình sử dụng. Thánh vực tứ trọng là nguyên thần cảnh, nguyên anh lột xác, trở thành nguyên thần. Loại cấp bậc này, muốn chém giết cực kỳ không dễ, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới cố ý xếp đặt thiết kế, khiến hai đại vương giả tự giết lẫn nhau, lúc này mới một lần hành động giết chết tất cả dị linh tộc. Vị danh sư này, lại có thể đạt tới loại cấp bậc kia, coi như là ở Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, cũng được coi là đứng đầu, làm sao sẽ tới nơi này. Vị này có lẽ chính là lúc trước ngươi nói, Ngô Như Phong Ngô Sư thất tinh thượng phẩm A. Trương Huyền truyền âm qua. Vâng, mi trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn là Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc danh sư đường phó đường chủ, làm người có chút bảo thủ, ghét ác như cừu. Đang muốn giới thiệu kỹ càng một chút, liền thấy Ngô Sư ở trên đài, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống tới. Mi trưởng lão, viện trưởng các ngươi có tới không? Để cho chúng ta một mực chờ, cái giá thật lớn. Tại hạ, có lẽ chính là viện trưởng mà ngươi nói cái giá rất lớn kia. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, thi lễ một cái, khóe miệng cười khổ. Sau khi hắn nhận được tin tức, lại giúp đỡ Ngụy Như Yên phục dụng đan dược, cho nên mới trễ chút, nhìn những người chung quanh, có lẽ đã tới một lát rồi. Chính là ngươi. Nhìn tới, Ngô Sư nhướng mày. Tòng Thánh Đỉnh Phong, xem ra Hồng Viễn danh sư học viện đã không lớn bằng lúc trước rồi. Hắn từ tổng bộ mà đến, biết rõ học viện cuối cùng xác lập một thanh niên chỉ có 20 tuổi làm viện trưởng, vốn muốn nhìn xem là người nào, ai ngờ đi vào học viện, ngay cả bóng người cũng không thấy. Thậm chí gõ tụ hợp chuông, tiếp cận 2-30 phút mới tới. Mấu chốt nhất là, y phục trên người tràn đầy bụi đất, tựa hồ ngay cả đổi cũng không có đổi. Quả thực lãnh đạm tới cực điểm. Lại nói, thực lực chỉ có tòng thánh đỉnh phong, ngay cả thánh vực cũng không đạt tới. Loại thực lực này, có thể làm danh sư học viện viện trưởng. Quá trò đùa rồi. Lúc Mộc Sư rời đi, Trương Huyền còn không có tiến hành đại điển kế vị. Sự tình thuần phục linh thú, thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh cũng không hiểu rõ. Lại nói, cũng không cùng vị Ngô Sư này nói qua, bởi vậy, người sau không biết người trước mắt, tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại có công lao khiến vô số viện trưởng ảm đạm biến sắc. Ngô Sư, nghe nói như thế, Mộc Sư ở một bên có chút lúng túng, vội vàng giảm thấp xuống thanh âm. Trương Sư Thiên Phú dị bẩm, càng có một vị lão sư cường đại. Hừ, lời còn chưa nói hết. Đã bị đối phương cắt ngang, sắc mặt Ngô Sư trầm xuống. Lão sư lợi hại là lão sư lợi hại, bản thân cũng muốn mạnh mẽ mới được.
Tốt rồi, không thảo luận vấn đề này, một lát nữa để hắn viết một phần kiểm điểm, trình bày bản thân quản lý lãnh đạm cùng sai lầm, tổng bộ liền không truy cứu tội thất trách của hắn nữa. Viết kiểm điểm. Trương Huyền ngẩn ngơ. Cái từ này thật xa xôi à, viện trưởng cũng phải viết. Gia hỏa này, vừa đến liền lấy bản thân xả giận, xem ra là muốn lập uy. Chỉ là, mình không có gặp qua hắn, càng không có lỗi, tìm phiền toái làm gì. Gãi gãi đầu, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy xoắn xuýt, nếu như gia hỏa này thực cố ý tìm phiền toái, có muốn kêu khôi lỗi đi ra, trước quần ẩu một trận lại nói hay không? Ngô sư. Hắn đang suy tư, mục sư ở một bên vội vàng mở miệng. Vị trương sư này mới kế vị 3 tháng, mấu chốt nhất là, hắn bắt được. Tốt rồi, đường đường học viện, xuất hiện dạng phản đồ này, hắn làm viện trưởng, cũng có trách nhiệm rất lớn, hiện tại người đã đến đông đủ, nhanh tuyên án đi, đằng sau còn có chuyện quan trọng phải làm. Cắt đứt giải thích của hắn, khoát tay áo, ngô sư chẳng muốn nói nhảm. Vâng, mục sư đành phải gật đầu, nhìn quanh một vòng. Chư vị, cho các người tới đây, là có chuyện quan trọng tuyên bố. Chuyện quan trọng. Tất cả danh sư ở dưới đài đồng loạt nhìn lại, từng cái tràn đầy kỳ quái. Để hai vị danh sư thất tình gõ vang tụ hợp chuông, chuyên môn tới đây tuyên bố, sự tình khẳng định không nhỏ. Danh sư đường luôn lấy tiêu diệt dị linh tộc là nhiệm vụ của mình, đại bộ phận danh sư chúng ta cũng coi đây là mục tiêu cả đời, nhưng có nghiêm khắc chấp hành, thì cũng có bè lũ su nịnh đầu cơ trục lợi, chui vào lỗ thủng. Nói đến đây, sắc mặt mộc sư dần dần trở nên trầm thấp. Nếu như là tu luyện giả bình thường, đối mặt sinh tử, phản bội nhân tộc, bán đứng bạn bè, hữu tình có thể tha thứ, dù sao thời gian sinh tử sợ hãi, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể chịu đựng. Thế nhưng làm danh sư, bình thường hưởng thụ vô số người kính ngưỡng, hàng tỷ người tôn sùng, thời khắc mấu chốt không thể kiên trì bản tâm, lại tội không thể thứ. Nói đơn giản chút, là đã mất đi kiên trì, nghiêm trọng chút, chính là phản bội nhân tộc. Thanh âm mộc sư vang vọng bốn phía. Phản bội nhân tộc. Chẳng qua nếu như là danh sư mà nói, đích xác tội không thể thứ. Dưới đài, tất cả thầy trò đều nhẹ gật đầu. Chương 1800, Sự quyết vưu hư 2. Danh sư hưởng thụ cao cao tại thượng, đồng thời phải gánh chịu nghĩa vụ đối ứng. Có thể trở thành danh sư cao cấp, từng cái đều là nhân tộc tiêu phí trả giá cực lớn bồi dưỡng ra được, thời khắc mấu chốt phản bội, có thể nói người người cần giết. Mọi người im lặng. Hôm nay ta muốn nói chính là một danh sư phản bội nhân tộc như vậy. Thấy tâm tình của mọi người bị điều động, phất tay, thanh âm mộc sư tiếp tục vang lên. Người này vì bản thân an toàn, tổn hại đạo nghĩa danh sư, làm hại hơn 20 vị danh sư lục tinh thượng phẩm sinh tử không biết. Thậm chí khiến tinh anh nhân tộc một mực đối đãi hắn như thầy như bạn cũng vừa đi không trở về. Mà hắn, lại chẳng biết xấu hổ trở lại học viện, giáo thư dục nhân, hưởng thụ các loại cung phụng, vô số danh sư tôn kính. Loại người này, mọi người cho rằng phải làm gì? Có người như vậy, giết hắn đi. Phản bội nhân tộc là tội lớn, không có bất kỳ chỗ trống thương nghị. Làm hại hơn 20 vị danh sư lục tinh, sinh tử không biết, tội danh to lớn, đã đủ chết vài lần rồi. Mục sư, người nói vị này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là lão sư của học viện chúng ta? Nghe được hỏi, dưới đài xôn xao. Hai vị danh sư thất tinh đi tới nơi này. Mở miệng nói ra phản bội, càng nói giáo thư dục nhân, người muốn thẩm phán này có quan hệ tới Hồng Viễn học viện. Không có trả lời mọi người hỏi, mục sư hất ống tay áo, đầu lâu giơ lên. Mang người xuống đây. Kèm theo lời của hắn, không trung có thánh thú kêu to, một hổ ưng thú thánh vực cảnh bay xuống, thân thể nhoáng một cái, một bóng người ở trên lưng nặng nề ngã trên mặt đất. Cái này, là Vưu Hư viện trưởng. Quả nhiên là Vưu viện trưởng, chẳng lẽ hắn phản bội nhân tộc. Hắn không phải cùng viện trưởng tiến hành y sư sinh tử đấu, sau khi thua đã bị mang đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trong 2 năm qua, hắn một mực ở trong học viện gieo trồng những dược liệu kia, lúc nào câu thông dị linh tộc. Ta còn trải qua tiết học của hắn, lần trước viện trưởng khiêu chiến hắn, trong lòng còn oán hận. Nhìn rõ ràng bóng người xuất hiện trên đài, dưới đài xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. 3 tháng trước viện trưởng khiêu chiến Vưu Hư, không ít người còn vì hắn trợ uy, cảm thấy hắn đức cao vọng trọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ là phản đồ của nhân tộc. Hai vị danh sư thất tinh từ phân bộ thanh nguyên danh sư đường tới đây, ở trước mặt mọi người nói quả quyết như thế, tất nhiên là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ,
không cần hoài nghi rồi. Vị này chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các vị cũng đều nhận thức. Hừ một tiếng, mục sư nhìn về phía Vưu Hư ở trên mặt đất tựa như bùn nhão. Là bản thân ngươi khai báo, hay để danh sư công hội trực tiếp lấy ra công hội hàm? Danh sư đường, thuộc về một chi nhánh của danh sư công hội, có công hội hàm riêng, tương đương với thánh chỉ của đế quốc, một khi tuyên đọc, sẽ tự động ghi chép ở trong danh sư công hội cùng danh sư đường, vô luận bao nhiêu phân hội, đều có thể điều tra. Nói trắng ra là, một khi dùng cái này, tương đương ván đã đóng thuyền, tương đương với tuyên đọc tội trạng, không có khả năng phản bác. Ta, Vưu Hư run rẩy, bản thân thừa nhận, nhiều nhất người của học viện biết được, mà phát ra công hội hàm, toàn bộ danh sư công hội, toàn bộ danh sư đường biết được, tương đương để tiếng xấu muôn đời. Ta khai báo, không có chần chờ bao lâu, Vưu Hư gật đầu. Dù sao tội danh của hắn sớm đã thừa nhận, lại không có gì có thể giấu giếm. Vậy thì, nhìn tất cả danh sư ở đây nói đi. Thấy hắn muốn bản thân khai báo, mục sư khoát tay áo. Vâng, Vưu Hư cắn răng. Là ta không đúng, là ta hại lão viện trưởng. Rất nhanh, liền nói sự tình lúc trước một lần. Lần này nói càng thêm kỹ càng, nghe xong lời của hắn, tất cả danh sư ở dưới đài đều siết chặt nắm đấm, từng cái trên đầu toát ra gân xanh. Giết hắn đi. Không nghĩ tới Vưu Hư là loại người này. Quả thực chính là bại hoại của danh sư. Buồn cười ta còn trải qua tiết học của hắn, một mực coi là sư trưởng tôn kính, thật sự là một chỗ bẩn lớn của nhân sinh. Hẳn là viện trưởng nhìn ra hắn có vấn đề, mới tiến hành y sư sinh tử đấu, sau đó điều tra ra, giao cho mộc sư. Nói như ngươi, thật sự là có khả năng, nếu không có viện trưởng, chúng ta khẳng định sẽ bị tên bại hoại này giấu kín. Tất cả thầy trò đều bùng nổ. Phản bội nhân tộc. Nghe theo dĩ linh tộc phân phó, hãm hại đồng sự, khiến lão viện trưởng sinh tử không biết, toàn bộ danh sư học viện đều lâm vào hỗn loạn. Tất cả đều là gia hỏa này làm. Giống như mục sư nói, quả thực tội không thể tha thứ. Người đã nhận tội, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại tuyên án quyết định của Thanh Nguyên đế quốc danh sư đường. Thấy mọi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên đánh chết gia hỏa này, mục sư nhìn quanh một vòng, lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng kéo ra. Dâm ào ào. Hào quang chiếu xạ không trung, một thanh âm lạnh lùng không tình cảm chút nào vang lên. Vưu Hư, phản bội nhân tộc, hãm hại danh sư, đã xúc phạm quy định của danh sư đường, chạm đến điểm mấu chốt của danh sư, bây giờ khai trừ thân phận danh sư, chém đầu răn chúng. Chém đầu răn chúng. Nghe được quyết định này, sắc mặt Vưu Hư trắng nhợt, trực tiếp té ngã trên đất, như đã mất đi hồn phách, hai mắt không có bất kỳ hào quang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1800.